Tài. Chú, chữ lót của chú là gì? Chú chữ lót là chữ Chí. Dạ, là chữ Chí Tài. Tại cái này là cái quán mà, chứ đâu phải chạy hòm. Nếu chạy hòm là chào chú Quang Tài rồi. Mà sao không nhìn vậy, giống như là chú hồi đó có ban nhạc phải không? Đúng rồi con. Chú ban nhạc là Chí Tài Brother đó. Rất hả chú? Con thích nghe nhạc lắm đó chú. Tính này để con nghe đi. Được, được. Alo, con An Lẹo. Biết không Lẹo tăng được à? Đi làm hả? Không biết. Anh ơi, anh Mày thải nè hả? Non Campuchia mà. Non à. Nhưng mà mày liên quan Thai cái nè. Hả? Campuchia. Non nè. Hả? Ra Bình. Bà mẹ mày Trà Vinh thì nói đại tiếng Trà Vinh cho rồi đi. Không nghe cái gì hết à. Được rồi, mình tới liền. Chú Tài, bây giờ con phải đi. Giờ thám một cái tin này rất là ghê gớm. Con phải đi phá một cái vụ án này. Con gửi bạn con ở lại. Không được đâu, không được đâu. Nang ơi, đừng có bỏ Phương. Không, Phương phải ở lại đây đi. Quán này rất là dễ thương. Mình đi điều tra vụ án này xong mình sẽ quay lại với Phương nha. Thiệt không? Thiệt. Móc méo. Móc méo. Chúc mừng Phương đang ở lại đây bảo Tàu nghe. Không ai dám đụng tới Phương đâu. Thôi nhìn Phương như con chó đốm ai dám đụng. Cái quán này á là quán của anh là đặc biệt lắm nha. Bây giờ bạn đi rồi đó thì em ngồi đây đi. Không cái này được không ạ? Không, cái nào cũng được hết á. Nhưng mà con thích cái bông hoa màu vàng bên kia kìa. Em muốn cái nào cũng được mà. Tên Phương phải không? Tên Phương. Nãy là có bạn ở đây thành ra xưng vậy cho nó đỡ kỳ, chứ bây giờ xưng anh em đi cho nó tự kỳ. Đó mẹ con nhận con là khi là gặp người lớn tuổi hơn là phải xưng con, xưng đàng hoàng, phải xưng lễ phép, chứ còn con ăn nói bậy bạ, con nhìn chú vậy mà con gọi chú là anh chú đó. Đâu trời ơi, cứ ngồi xuống đi nha. Ở đây trước khi đi quên dặn Phương rồi. Ở đây á mình không có ai quen, để mình qua mình nói bên này một tiếng nha. Con gì đó? Dạ chú Tài. Con gửi bạn con ở lại đây. Phận cha chú lo cho bạn con giùm. Cha chú nha, nhớ cha chú nha. Thấy chưa chú? Nó còn nhỏ nó biết cái gì? Chú không, bạn con như vậy thôi bạn con hả? Không có nhỏ đâu, bạn con thông minh lắm á. Bạn con ngồi đây đi nè. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 10 tuổi. Cái gì? 10 tuổi hả? Trời ơi, 10 tuổi sao lớn dữ vậy? Trời ơi. Chắc là ở nhà uống sữa hả? Không có. Mẹ con hả? Mẹ con cho con ăn xương hào hải vị không mà. Nhà khá giả quá. Dạ, nhà con ngầu lắm. Con nói cho, con nói cho nghe nè. Chú, nhà con hả? Con, anh em đi trời ơi. Rồi nói cho anh nghe coi. Không được đâu, hồi nãy bạn con có dặn kệ nó đi, con nữa. Nó đi rồi, nó đi phá án rồi, anh nhầm gì? Được rồi, thôi được rồi. Hả? Sao chú cứ cầm tay con vậy? Tại vì đây lạnh quá, sợ con bị bệnh đó. Dạ không, con nóng quá cường á. Gửi ấm cho nha. Ê dạ. Ôi bạn con ở ngoài, bạn con mà thấy là bạn con được rồi, thấy vậy rồi. Bây giờ vậy nè, nãy con nói là con thích nghe hát đó phải không? Dạ. Bây giờ để anh hát cho em nghe nha. Anh hát cho em nghe. Không được đâu, chú phải xưng chú với con. Chú mà xưng anh với con là con đi về luôn á. Mẹ con nhận con kỹ lắm rồi. Mẹ con nhận con hả là Được rồi phải lễ phép. Được rồi, cái danh xưng không sao. Được rồi Bây giờ chú hát cho em nghe nha. Hả? Nè, nhưng mà chú hát mà con đứng yên á thì nó không có vui đâu. Bây giờ chú hát mà em diễn theo cái lời chú hát nghe. Diễn theo hả chú? Nghe. nhìn em đó giống y chang người yêu cũ quá. Nói thiệt, đúng lắm. Giống từ cái mày, cặp mắt, cái mũi tới cái môi, tới cái dáng cũng giống nữa. Bây giờ anh mượn em để anh nhớ lại cái chuyện tình lúc anh còn đi học, hồi còn trung học đó. Dạ. Ừ, nghe. Ba ơi. Cái gì ba? Ba ơi ba. Cái gì? Ba không nhận là con à? Sao? Ba không nhận con hả? Hồi nãy ba nói anh mất. Nhưng mà con giống người yêu cũ của ba mà không nhớ tên người yêu cũ ba là ai à? Em giống con, em đứng yên. Để cho anh hát cho em nghe. Nghe. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn nói lên tiếng yêu làm thầm anh dành cho em. Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi, không ra từ nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Quá hay quá. Là ba con là ca sĩ, ba con hát hay lắm luôn á. Ba con mở cùng nhà hàng to là to luôn. Em cứ nói ba ở đây hoài. Anh đã nói rồi, em giống người yêu anh mà, đúng không? Bây giờ vậy, một miếng nước hồi nãy giờ chắc em đi đường khác rồi đúng không? Uống một miếng nước à, uống cái này xong em sẽ thấy được cái tình cảm của anh đối với em như thế nào. Uống đi nghe. Nước này là nước gì vậy? Nước giải khát, nước đặc biệt trong quán của anh, hậu quán Tiếu Lâm. Yên tâm, rất vệ sinh. Nhưng mà nước đặc biệt thì phải có tên. Tên cái gì ta rót ra ly mà tên cái gì? Nhưng mà tại cái nước không này phải nó màu là nước đâu mà anh tự pha chế cái nước này cho em uống đi, yên tâm nghe. Nhưng mà cái nước này nó có màu gì á, nó không có giống màu bình thường. Cái màu tại đã nói là không phải là nước lọc mà nước này là nước chính tay anh pha chế cho em uống đi, uống đi đó. Hàng xóm ta kêu uống mày yên tâm. Dạ. À, sao? Thấy sao? Sao vậy? Cái gì dữ vậy? Cái này uống thấy sao? Hả? Ba ơi cứu con à. Sao con bị cái gì? Mẹ dặn là con bị bệnh tim. Bị sao? Mẹ dặn thiếu nước lọc rồi. Cái gì? Trời ơi. Hả? Cái ly nước tôi để đây tôi làm chuyện mà ông lấy không cho thằng nhỏ uống vậy. Ngồi vậy con. Nước gì vậy? Ngồi vậy con, nước uống nước vô con. Ừ. Nước đó khó uống lắm phải không? Sao? Con trở lại bình thường rồi. Cái nước này khó uống lắm đúng không? Dạ nó chua là à, đúng rồi, đâu phải nước đó đâu phải để uống đâu. Dạ chị không biết. Hả? Nhưng mà cô là ai vậy? Vợ anh. Cô là bà chủ của cái quán này. Phải vợ. Vợ. Sao? Ủa thái độ vậy là sao? Sao? À, vui quá. Mới nửa thùng nè mà ba mổ mẹ con mà yêu cái bà này à? Bố em làm gì hả? Nhìn cái mặt là thấy không có bình thường rồi. Dạ. Nè, đem cái ly nước ra giải cứu thôi nha. Bây giờ tôi đi công chuyện à. Ở nhà coi chừng quán cho cẩn thận nghe không? Nghe không? Dạo này á là tôi thấy ông ngán ăn cơm lắm rồi nha. Chuyển qua ăn cỏ non quá. Ta kêu ông già giọng cỏ non đó nha. Ở đây giữ quán cẩn thận nghe không? Còn con tới đây con ăn uống gì thì con cứ gọi nghe không? À, ở đây món gì cũng có hết trơn á. Mà ở nhà là cũng cẩn thận nghe không con? Cẩn trọng nha. Ơi ba gì vậy? Ủa nói gì vậy tự nhiên bảo trọng là sao ba? Cái bà này ba không có tên bình thường. Người làm trong nhà của anh. Con xin đó, mỗi ngày nó bận đồ đẹp nó đi ngang. Bà cứ nói bà là vợ anh hoài, em đừng có nghe lời. Ôi, nghe nhưng mà đẹp vậy. Có chuyện nó hoang bên đi. Bây giờ vậy, bây giờ uống xong rồi anh sẽ mời em ăn một cái món rất đặc biệt quán của anh nha. Đây, khoai lang. À, em mang cái này vô em sẽ thấy là cái khoai ở quán anh nó luộc rất là mùi vị ngộ, đặc biệt, rất là lạ. Nhưng mà không phải mình ăn không. Ôi, ăn không thì bình thường. Ba ơi, bạn con nói với con ở đây bán sơn hào hải vị không à, không có bán mấy cái này đâu. Ơi, cái đó là dĩ nhiên là quán này là có, đúng không? Nhưng mà ăn cái này đi. Trời ơi, em ăn cái này đi em có thấy được cái khoai lang đặc biệt của anh. Ba ơi, cái này là cái gì vậy? Trứng mắm. Hả? Ừ, khoai lang mà chấm nước mắm mới lạ. Thiệt hả ba? Anh ăn gì tiếc mọi người anh nói vậy nè đó. À, vậy thì ba ăn một mình ba đi. Không, con bậy, không ăn đâu. Em đi ăn. Ủa con không ăn đâu, tại vì con không muốn người con giống như ba. Em ăn một miếng đi, trời đất ơi. Em yên tâm đi. Nè nè, anh ăn trước cho em coi nè. Đó, thấy không? Bình thường. Thấy không? Bà con ở đây là cứ ghé em nói là ăn món này bình thường nha. Rồi ăn miếng này nha. Đó. Anh đi coi. Rồi. Mâm 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 nè. Ôi ba hàng xóm tao kiểu à. Con thích ăn rồi con ăn với hàng xóm tao, cái mắt con ăn ngoài. Hàng xóm này là ba rồi, bà con của ba là ăn đây nè, dỗi nè đó. Ngon không? Thấy chưa? Thấy nuốt vô nha. Nếu con thấy mà chưa đủ mùi con uống vô này đi. Ôi ba uống ngon. Thế ra làm nữa không? Ăn nữa. Đó, ha, ăn hết rồi hai củ đi ha. Thôi con với ba ăn chung đi. Rồi đó ba. Chia đôi, chia đôi. Để đó ba đút cho con ăn cái tình nghĩa chứ. Không được đâu. Con để con báo hiếu cho ba chứ bữa nhỏ giờ con chưa quen ba hết đó. Chưa quen thấy ba. Sưng ba hoài khổ quá. Anh nói em làm anh bị liễu sưng ba với con nghe mà. Để này bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Nhưng mà ba quên mất con rồi hả? Thôi, đối với anh bây giờ trước mắt anh như vậy chỉ có em. Ăn miếng nữa đi nha. Khỏi còn lọc vỏ luôn. Ăn đi, bà con kéo kìa. Ăn đi mà, giỏi. Mấy người con dễ thương không? Nó tình yêu mà nó thấy sâu đậm như vậy. Ăn nữa đi. Thôi, 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 được rồi. Ăn cái đó mặn phải không? Uống miếng nước đi nha. À, để ba chờ chút xíu. Nó tình cảm vô. Con, uống đi. Con, ba vừa làm cái gì vậy? Cái khăn ba lau mồ hôi á mà. Không được rồi. Ba dặn con hả là đi ra ngoài đường ăn uống á không được hả, ăn lung tung, ăn uống bậy bạ. Nhưng mà con thấy nước này là nước ngon rồi. Em có nghe gì không? Em có nghe nhạc gì không? Em cứ tưởng tượng đi, chúng ta đang đứng trên con tàu Titanic. Gió thổi lồng lộng, tàu lắc qua bên trái, lắc qua bên phải. Có chừng. Ba ơi ba, chim nó bay, chim bay làm bậy. Con thích như vậy nè. Rose. Rồi con nghe lời của Jack nói không? Không quá rồi. Trời ơi, trời ơi. Không đâu. Tàu, tàu đi ngang núi lửa. Đâu, núi đâu. Lửa đâu năm? Năm qua, năm qua. Cởi áo đi. Hả? Cởi áo nè. Nó nóng hả ba? Đúng rồi, nước. Nóng. Khỏi đi, khỏi. Nóng đi ba. Đi qua đảo núi lửa rồi. Trời ơi. Ơi, qua đảo núi lửa rồi. Tôi tặng bạn lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Anh lạnh quá. Anh lạnh quá. Em có lạnh không? Cho anh lạnh quá rồi. Lạnh quá ba ơi. Hả? Chết. Tàu chim. Tàu chim rồi, em ơi. Rô à. Bơi đi. Tàu chim rồi. Bơi ngựa đi. Bị gì vậy? Hồi nãy con ở ngoài kia. Đứng im. Trời, hồi nãy con ở ngoài kia nghe chú lạnh lắm hả? Chú nằm xuống đi, chú nằm xuống đi. Trời ơi, chắc trúng gió rồi, đưa con cạo gió cho. Đúng rồi. Cạo, cạo đi, cạo. Cạo gió, cạo gió. Cạo đi, cạo gió. Cạo đi, cạo mạnh lên. Cạo cho hết cái máu dê cậu. Con về này đâu. Trời ơi, chịu không rồi. Trời ơi, em không biết. Ông Tài anh ơi, anh sao vậy anh ơi? Mấy người làm cái gì mà chồng tôi xỉu vậy? Chặt lên huyết áp, lên huyết áp. Trời ơi, chết rồi. Vậy. Lên huyết áp rồi. Ba. Nè, cho uống nước chanh. Đổ nước chanh vô. Đổ nước chanh vô. Hô hấp nhân tạo dần. Hô hấp tạo đi. Hô hấp nhân tạo dần. Nè, hô hấp nhân tạo đi. Hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo đi anh lên. Rồi nó cứu bây giờ đó. Để ba em chết anh à. Nói cô nghe nè. Để con bắt mạch hả? Hả? Tìm chú ấy đang ngập rồi. Em đừng có sợ. Bây giờ chỉ có cô thôi. Cô mới cứu chồng cô được. Cô ngồi lên, cô giọng đi. Ngồi lên, giọng đi. Thường thường á, ổng mà bị vậy chỉ cần hô hấp nhân tạo chổng là được rồi. Lậu tỉnh liền. Có nước trắng không? Con phun vô là tỉnh liền. Dạ. Con. Trời ơi, tại sao mà nói không có nghe vậy? Phun nước, phun nước, phun mạnh vô. Đó, đó. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Anh Cánh muốn ăn gì nè? Quán đó hả? Dạ. Trời ơi, tướng tôi xa quá, ngồi quán tre thì sao trời? Không có ghế dựa hả cưng? Trời ơi, không phải khách. Thị. Ôi, Thị tới đâu? Ủa, nãy giờ đi tìm Thị nè. Định đi qua tìm Thị. Em tìm Thị làm gì? Nè, em tìm Thị có chuyện gì không? Ủa, sao tự nhiên hôm nay tóc dựng lên rồi cái nói là xưng là em vậy? Bạn bè với nhau mà tự nhiên xưng em. Bây giờ tao nói mày nghe vậy nè. Là tại vì bữa nay á là tao đi vay tiền góp. Tao đi đòi tiền góp. Cho nên tao phải dựng tóc vậy đó. Mà phải sang trọng gì đó. Trời chứ tao nhớ ơi. Mày mà. Rồi, ngồi đây nha. Nha, ngồi đây. Biết đầu là đầu câu chuyện nên hả phải ác đầu nói chuyện. Hầu đâu à, cô chủ kêu con mang chầu ra cho cô đi con. Đi Thị tới rồi con. Chị em có coi chuyện em biết chị luôn á, chị nổi tiếng lắm nè. Phải không? Em coi chuyện biết chị á, chị là chị Tào Lao á. Chị là Tào Thị Cúc Hoa à, Tào Lao Cúc Cu à, Tào Thị Cúc Hoa. Biết tại chị lắm luôn. Phải không? Dạ dạ. Không nhanh chủ đi con mà Tào Lao là cô đuổi con luôn đó. Thôi mày đừng giận đâu quá. Dạ. Chị mời mời chị Tào Lao Cúc Cô ăn trầu. Dạ món này món quán Hải. Cái quy luật đầu tiên quán này là vô phải ăn trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thả dao thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là miếng trầu là đầu câu chuyện. Dạ dạ. Đúng rồi. Món ăn là mình ăn thả dao. Trầu hả? Cái gì căng quá vậy? Cái này là chị đang vui hay đang buồn? Chị đang buồn. Căng gì chị? Nhai hết luôn, nhai hết luôn. Ủa mày khùng hả? Tao ăn sải dao nữa tôi nhai hết. Ăn thử cho biết với người ta. Nè, ăn sải dao nè. Nhai. Rồi thôi được rồi, thời gian chờ rồi. Trời ơi có luôn đây nè, cái này chùi miệng nè. Tao sóc cho chị Tào Lao Cúc Cu tới nơi luôn. Tao thử Cúc Qua má. Đó, thấy trời, chưa? Cũng sành ăn quá chứ tao. Trời ơi, Thị mà. Thị á, Thị nhớ không? Thị nói là mình đi cái hoa hậu ao làng gì đó. Ừ. Thị nói là hôm nay qua bên đây nè. Để nói cho tôi biết là Thị đã chuẩn bị tới đâu để thi hoa hậu gì, ao chị? Làng. Chị thi luôn hả? Chị dám thi luôn hả? Ôi trời, nghĩ sao vậy? Trời sao chị gan quá vậy? Cuộc đời của chị không có gì mà chị không dám hết á. Chị, em nghe nói bây giờ mốt bây giờ mà cười ra ban giám khảo thích liền. Mà bây giờ mốt bây giờ là cái mốt là bây giờ răng đen. Bởi vậy em chỉ em cái này phí mãi chị luôn nè. Gì vậy? Em làm chị răng đen để mà ban giám khảo nhìn chị là ban giám khảo khoái liền. Đúng rồi, tại răng tôi trắng quá rồi không có đậu hoa hậu, không thi hoa hậu. Được mà chị. Phải làm răng đen, mô đen, mô đen. Chị cứ nghe ngay em làm đó. Biết đang ăn trầu bây giờ nhả xuống làm răng đen. Dạ. Đó. Đẹp quá rồi, bây giờ nụ cười của chị là quyến rũ ban giám khảo rồi đó. Đâu cười cái mọi người coi coi. Đó, vậy mới đậu được chứ. Nghe nói á là Thị nổi tiếng nhất làng này á, nón quay thao đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hai chị muốn quay thao, chuẩn bị nón quay thao ra đây cho Thị múa. Chị vậy luôn, trời ơi, cái bộ môn múa mai này em hay lắm. Hồi xưa thì còn biết múa, bây giờ già xưa nó cứng rồi. Được, em sẽ chỉ chị. Quay được hết mà, tới hội quán rồi được hết. Biết cái gì đâu mà múa. Thị đó đi múa, con mở nhạc. Quay thao đi, năng khiếu nè. Trời ơi, bữa nay Tào Lao múa quay thao kìa. Thấy chưa con, đẹp chưa? Rồi muối với cái thao đi, muối cái quay thao đi. Trời ơi, hay quá vậy. Chân vẫn còn đường, vẫn còn đường. Hay quá. Cười đâu. Cười lên Thị, thấy hoa hậu là phải cười. Đó. Hay quá. Chị là vô vòng chung kết rồi mà không phải là tài năng không thôi, còn phải có sự ứng xử nữa. Chị ra đây ngồi, em làm ban giám khảo cho. Trời ơi là trời, đâu lấy ghế này đi cô. Rồi cô ngồi kế bên. Giờ là con là ban giám khảo nè, đố chị Tào Thị nè, bây giờ người đàn ông mà yêu thương vợ con là trong bóp lúc nào cũng có hình vợ con, đúng hay sai? Sai. Ai trả lời sai? Sai hết rồi. Chồng tao gì vậy? Bà. Tại sao sai? Ông nói tại sao sai? Người đàn ông tốt làm gì trong người của cái bóp? Bao nhiêu tiền luôn? Bao nhiêu tiền làm gì? Vợ hết rồi còn cái bóp làm cái gì? Người đàn ông ra đường không chạy bóp đâu hả? Sao? Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Ba của mình đó Thị. Ông chủ. Trời sao vậy? Gắn đẹp mà. Mày giả là anh chứ em. Trời ơi. Gì? Tại sao tới đây làm cái gì? Tới mua quán. Quán cái gì? Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, không có được tới đây. Sao vậy? Vợ anh biết là chết. Ủa ba trách ra cái gì bạn con mà ba đang làm gì vậy ba? Thị là bạn của con. Tụi em là bạn nhau mà anh. Không, thì là bạn của con. Nhưng mà ba cũng quen Thị vậy. Không quen nào, con không biết. Không vậy lại kìa, lại chú biểu kìa Thị. Lại chú biểu gì kìa? Anh chị người lớn mà, không biết gì đâu. Chị răng cỏ em sao vậy? Răng khốn nạn nó vẽ lên đó chứ em đâu. Trời ơi, con dám làm gì à? Nó nói nó vừa biểu em qua vượt thử thách mà em làm láng hết rồi. Vậy à? Dạ. Được rồi. Sao anh? Nè. Thôi giờ về đi, giờ anh thấy là chết. Về vậy? Không tự nhiên biểu em về, em mà về là tụi nghi ngờ đó. Thôi đi về đi. Không em không về. Ủa ông chủ? Về. Nó kêu đâu vậy? Đi đâu vậy Thị? Trời ơi đi qua đi, tập tành thi hoa hậu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hết chối nghe chưa? Tôi có làm gì đâu. Tôi nghe người ta nói nhiều lắm rồi. Bữa nay tôi mới bắt tận tay, tôi dai tận mặt. Trời ơi, ăn cho cố vô được cái mặt mỡ không, tôi tụ tay biết không? Trời ơi, ông cái gì vậy Thị? Thị là bạn của tôi không dính nữa nè, thấy không? Ông mới ăn heo quay phải không? Ủa định hả? Mà chủ, tại sao mà chủ? Mày im. Thị lại gì? Mày im. Chị banh con mắt của chị ra. Banh con mắt của chị ra. Chị hả cái miệng của chị ra. Vừa banh vừa hả ra. Rồi chị coi coi tôi với chị ai đẹp hơn. Trời ơi, nhan sắc đó làm sao mà bằng cái nhan sắc này mà bây giờ ông đi ngoại tình. Ông nói cho tôi nghe coi tại sao chị... Hai người gian díu với nhau từ hồi nào? Chị, em phải công nhận với chị đẹp hơn em. Đẹp là thứ nhất, chị trẻ, thứ nhì chị đẹp em. Nhưng mà điều em đọc ôi chỗ ác lắm á, đọc ác. Yêu mày. Trời ơi, bây giờ lại cuối cùng là sao? Là cuối cùng là anh biết là em đẹp, em trẻ hơn. Nhưng mà Thị đây á hiền hơn em nhiều lắm. Em như con sư tử Hà Đông. Còn Thị đây là cô bé mùa đông. Trời, cái gì? Cô bé mùa đông tên gì? Tên gì? Em tên Hoa, Tào Thị Cúc Hoa. Hoa. Tào Thị Cúc Qua, hồi nãy ông kêu bạn kêu bằng Thị hả? Thị đó, nội cái tên thôi là cũng thấy thua người ta rồi. Cái tên của bà chỉ là cái chữ lót của tôi thôi, đúng không? Bà là Tào Thị, tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi, cái tên của bà là đã là chỉ cái chữ lót của tôi mà dòng vàng đeo trên người cũng không bằng tôi nữa. Dạ xin lỗi chị, em đeo hộp xoàn. Hộp đó bằng cái hộp này không? Quá hộp gì mà chủ hộp nhiều hơn không? Trời ơi, bà chú bữa nay tôi nói thiệt nha, tôi mà không cạo đầu bôi vôi bà là tôi em mà bình tĩnh đi em ơi, không gặp bà đi. Tạm má bạn dữ quá. Sắp tới rồi. Trời tới chưa? Trời lên tới. Các người làm gì mà ồn ào cả thôn xóm như vậy? Ta nghe lính tráng nó báo rằng ở tại cái quán này xảy ra một trận ghen tuông. Dạ đâu có. Nguyên nhân đó do đâu? Xè cái quạt ra cho ta coi. Ở đây ai là quan? Dạ thưa ngài là quan. Ta là quan, ta xài quạt giấy, trong khi đó ngươi là dân mà xài quạt giải ha. Dạ. Tao không có một miếng vàng, trong khi đó mày vàng đeo đỏ người. Buôn bán có phần gian lận chăng? Dạ không có. Tào Lao, ủa Tào Thị bước qua đây. Chuyện gì nói ta nghe. Gia đình làm gì mà tập trung vào Thị? Một, hai, ba đứa đó ăn hiếp mình em. Ba người này dám ăn hiếp Thị. Bình thường các người ăn gì? Cơm. Ăn cơm, ăn cháo. Ăn cơm, ăn cháo chứ phải ăn gan trời đâu mà dám đối địch với con quỷ này. Trời ơi! Trời ơi! Nó là quỷ đó chứ không phải người phàm đâu. Trời ơi! Thì ra à? Quang ơi, Quang hèn gì dụ dỗ chồng con đó Quang. Nó dụ dỗ chồng ngươi. Dạ. Ngươi có muốn giữ lại chồng ngươi không? Dạ muốn Quang ơi. Tại sao không biết đổi gu, ăn mỡ hoài không thích, ăn xương đi. Trời ơi, trời ơi. Đổi Quang là em khó nghĩ quá Quang ơi. Chắc em đổi gu quá Quang. Đổi gu qua đi, ăn xương cho nó có canxi. Mà thôi bỏ đi nha. Trời ơi, chồng của tôi đầu ấp tay gói bao nhiêu năm trời rồi, nghĩ sao giờ kêu tôi đổi tôi ăn xương vậy. Mở cho nó chưa bao giờ thấy chồng nào ngu như mày. Hả? Ăn rồi có cái tay không mà để cho nó gối. Mai mốt máu nó lưu thông không được, nó liệt rồi lúc đó mới hối hận ha. Nói cho các người biết. Dạ. Quán xá này ta niêm phong lại hết. Sao vậy? Đi đi Quang. Sao vậy Quang? Ta quyết định rồi. Quyết định sao ạ? Ta sẽ trưng dụng miếng đất này. Làm gì? Mở quán khác. Ủa là sao? Ủa gì kỳ vậy? Ủa làm chủ quán là sao? Tao làm chủ. Tại sao kỳ vậy? Quán mà muốn làm gì làm chứ. Hả? Cái gì vậy? Ủa trời ơi. Quang là Quang, Quang làm chủ, Quang muốn làm gì làm phải không Quang? Dạ giờ thôi bây giờ xin mời Quang đứng xuống đây để cho em phân tách được không ạ? Dạ rồi thôi giờ giày đi ha. Ai vậy? Bạn của Tào Thị Cúc Hoa. Dạ cái gì? Tào Thị Cúc Hoa. Bạn của em. Bữa nay đón nhiều người lạ lùng quá vậy. Tào Thị Cúc Hoa bữa nay tới đây là chủ yếu là muốn mua lại cái quán thôi, không có ngờ là gặp lại tình xưa nghĩa cũ, nối dây tơ duyên với công này. Thôi giờ xin đừng hiểu lầm nữa nghe. Tào Thị Cúc Hoa giờ theo tôi đi qua chỗ khác, tôi chỉ cho miếng đất đẹp hơn mà mua. Ủa vậy là ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì? Quang làm cái gì vậy? Dạ rồi đây. Chỉ là Quang muốn làm gì làm hả? Mời Quang, dạ mời Quang, mời Tào Thị Cúc Hoa. Thôi giờ hai người á nắm tay nhau đi tìm cái chỗ khác mà mua, để lại cái chỗ này cho người ta tiếp tục mà buôn bán. Dạ Quang vừa không có gỡ rối được mà nó rối bùng binh hơn nữa. Dạ thưa Quang, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục mà trong đó Tào Thị Cúc Hoa đến đây mà có những cái sự hiểu lầm xảy ra. Cuối cùng thì bây giờ Tào Thị Cúc Hoa phải trắng tay đi về. Dầu sao cũng nên dành cho cô ấy một tràng vỗ tay thiệt là nồng nhiệt được không ạ? Cảm ơn sự có mặt của Tào Thị Cúc Hoa, Phương Dung và ông Quang. Không giải quyết được chuyện gì hết, Hoài Linh. Không phải là không giải quyết được, ta chỉ trưng dụng như vậy á để cho Tào Thị đi chỗ khác, rồi sau đó ta cứu cái chủ quán này chứ không phải là không có cứu. Cái đó là cái ý của ta. Trời, cái thâm ý Quang sâu quá, tìm hiểu quá rượt sâu lắm, nào biết mới tìm ra. Thưa quý vị, đó chính là phần trình diễn của Quân Dung và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và xin mời anh chị. Cái bà Tào Thị mới vô bà làm gia can mình rối ren quá. Thấy ghê quá à. Không, nhưng mà bà mới ghê hơn đó. Bà vô bà dữ quá luôn đó. Khách đến quán mình giờ thôi không có được gì thì mình cũng từ từ mình tiếp đón cho người ta, làm dữ quá không có được. Về nhà đóng cửa nói đóng cửa nói cái gì? Đó, trời ơi, đợi về nhà đóng cửa nói công hốt bà luôn hả? Má dữ quá phải không ha? Thôi giờ vậy đi, mình vẫn còn buổi chiều tối nữa, vẫn còn một vị khách nữa đến với quán của mình. Bây giờ mình phải sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp cái quán này, hiền lành nở nụ cười để chào đón vị khách đến buổi chiều tối. Đúng rồi, chuẩn bị. Hôm nay muốn ăn gì? Xin anh nói ra đi, hội quán Tiếu Lâm sẽ lo, nhưng nhớ trả tiền rồi mới được đi. Nghe đại nghĩa nói là vô đây được ăn sáng thì ăn sáng cho gì ăn đó. Đây nè, mà đây mình có thực đơn gì? Đặc biệt là hủ tiếu mì. Nhưng mà sáng này vợ tôi á có công chuyện đột xuất đi gấp quá, bả chưa có nêm. Tại vì tôi thì nấu bếp nhưng mà nêm là bả. Bây giờ sẵn của anh tới đây á, nhờ anh nêm giùm một cái nha. Ủa là sao? Ủa tới ăn sáng mà sao nêm đồ ăn là sao? Trời ơi, khách đầu tiên là phải đặc biệt như vậy nha. Là làm hết hồn hết vía. Không có hết hồn. Thấy bàn để ớt tưởng đi cho ăn sáng ăn ớt. Còn không ăn me hay ăn xả chứ. Không có đâu. Bàn mấy cái thứ này là để nêm. Quán của tôi á, nổi nước lèo á, nổi tiếng á là hủ tiếu mì tôi là ngon từ thịt mà ngọt từ xương. Thịt ngọt từ xương. Tôi đặc biệt tôi nêm là gồm có gia vị, có me nè, có ớt nè, có sả nè. Đó, làm sao mà nêm vô cho nó có ngọt mới là hay. Ủa ngon từ thịt, ngọt từ xương, xương đâu? Xương không cần xương. Tôi chỉ cần đặc biệt là cái màu á là phải trong, nước lèo là phải trong nó ngon đúng không? Mà quán tôi đặc biệt muốn ngon ngọt mà trong á là tôi dùng cà phê. Đổ vô. Bây giờ làm sao mà anh có thể giúp tôi pha vô mà không thấy cái mùi trong, màu trong á là mới là đúng cái mùi đặc biệt của quán tôi nè. Nhưng mà pha cà phê vô đây thì sao mà trong được? Cứ bỏ vô đi, nó nhờ là cứ làm đi mà. Thấy chưa? Nó đen thui hả? Bỏ gia vị vô, nó khác liền. Bỏ gì? Bỏ xạ, bỏ ớt, bỏ me vô. Cái món gì tụt vậy? Bỏ vô đi, không phải món cái gì, cái này là nêm giùm mà. Bỏ xả vô hả? Ừ, bỏ vô. Đó, bỏ hết vô lẹ lẹ đi. Bỏ ớt luôn hả? Ừ. Cay lắm á. Không có cay, bỏ vô đi mà. Bỏ miếng rồi được không? Bỏ miếng thôi. Tôi kêu bỏ miếng là kêu bỏ nguyên dĩa chết tôi rồi hao quá. Được chưa? Ít quá, xíu đi. Như đây được chưa? Rồi. Đó, rồi. Me nữa. Ủa này làm nước mắm hay là làm nước lèo, đừng có cãi. Nước lèo sao giống nước mắm vậy trời? Cứ làm đi, đừng có cãi. Bỏ hết không? Chút xíu thôi. Rồi đó, có mùi thôi, hiểu không? Rồi. Rồi. Bây giờ nếm giùm đi. Nếm giùm đi mà. Khổ quá. Thì ông nếm đi. Không nếm được tôi đã nếm rồi. Tại sao không nếm được? Quán này là chỉ có vợ tôi nếm, tôi không có nếm được. Nếm mà bả mà về bà thấy nước đục đục thì bà đục tôi chết. Vậy thôi ông đợi vợ ông về nếm đi. Nếm giùm đi mà, nếm giùm miếng đi. Trời ơi đau bụng sao? Không có đau bụng, ngon nè. Coi nó có vị ngọt không? Không rồi đó. Tự nhiên không cà phê, bỏ xả, bỏ ớt, bỏ me chứ tôi nếm gì ông nội. Thôi anh làm không được rồi, thôi để lát tôi chờ bà về. Nè, bây giờ tôi nói anh nghe. Tôi bán món mặn mà thiệt ra rồi tôi ăn chay. Tại vì ăn chay đó là nó tốt cho cơ thể. Nó thanh lọc tâm hồn mà nó thanh lọc luôn trong cơ thể của mình. Thành ra là ăn chay đi nha. Ăn chay cũng được. Phục vụ! Ra đây con! Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Ý cái mặt ông chủ kỳ kỳ. Dạ chủ với con hả? Đây có khách. Có khách, trời quá có khách là mừng quá. Hồi sáng giờ không có khách gì hết, giờ có khách mừng ghê. Im rồi mày. Vì khách này muốn ăn chay. Muốn ăn chay hả? Lại mời người ta ăn chay. Anh muốn ăn chay hả? Chủ, ăn đây luôn hả? Ăn liền, ăn tại chỗ. Dạ, hân hạnh phục vụ quý khách. Dạ, món đặc biệt. Ăn chay. Cái gì vậy thì không? Ăn chay, ông chủ cứ ăn chay. Dạ. Tao quên. Dạ sao? Ông muốn ăn 3 món lận. Ăn 3 món rồi hả? Anh yên tâm đi, quán này phục vụ tới nơi luôn. Còn chai nước ngọt, chai bia đồ nhỏng nè. Tới luôn chứ hả ông chủ? Ăn chai trường đó. Ăn chai trường luôn hả? Chết anh với tôi rồi. Cái gì vậy anh ơi? Thôi nói chơi, giỡn chơi thôi. Anh là người may mắn lắm á. Cực khách mà vô ngay cái đợt khuyến mãi ngày rằm tháng 7 của tôi nè. Có ngày gì cũng phải là anh ăn chai xong là có khuyến mãi cho anh ăn dặm nữa. còn có ăn dặm nữa hả? Có, mà món này tôi không phục vụ, ông chủ phục vụ. Dạ. Vậy giờ dọn món chay trước đi, rồi ăn dặm ăn sao? Anh ăn chay nữa hả? Ừ, cho ăn chay đi. Ăn dặm đó. Dạ, món này thì quý khách vui lòng nằm xuống để tụi em phục vụ. Bữa nay mùng mấy? Dạ rằm. Đãi 15 món luôn. Vô luôn rồi. Đãi 15 món thì dọn 15 món ra đi ông nội. Đây nè, món nằm xuống mới có. Ủa, ăn giống như kiểu mà Nhật Bản rồi nằm giống vậy. Sải lai sao mà bỏ sushi lên hả? Nhật Bản mà thằng ngồi. Cái này là nằm, tôi đút cho ăn. Ăn dặm hả? À, ăn dặm. Ừ, ăn nằm xuống. Nhưng mà ăn chay trước đi mới ăn dặm. Dễ lắm mà, nằm xuống giống vậy nè. Đó, rồi. Ăn dặm. Ê. Gì? Ê. Hi hi nè. Sao? Hiệp hi đúng không? Ừ. Hiệp hi không nhận ra tao hả? Ai? Tao Đạt nè, Đạt điên. Rồi Đạt điên hả? Nãy tao thấy mày cầm cái chai của tao là thấy mày điên rồi. Không nhận ra tao hả? Ông chủ. Cái này bạn thân nó khốn con ở dưới quê. Bạn hả? Dạ. À. Hồi đó hai đứa té giếng chung hoài hả? Ê. Vậy quê đúng tội. Giấu vô đi. Biết sao không? Bây giờ hả biết thông tin ở nhà ba má nó gia đình nghèo khổ quá, bây giờ không có vốn gì hết. Bây giờ xin đây cho một vụ làm bồi bạn ông chủ. À vậy à. Rồi tốt. Vậy thử nghiệm. Làm liền. Ừ. Làm liền thử việc dặn này là phụ ông chủ làm luôn. Tôi nhận cho. Đây. Quá tôi đang người. Dễ lắm. Cầm bồi bàn mà, nè. Cầm đi. Cái này một ông chủ ở đây á, là ông chủ tôi bắt á, là muốn đem hủ tiếu nè, là phải là lấy bằng cái đầu. Đó, phải để bằng cái đầu. Đi phục vụ trên cái đầu vậy đó. Ê, bể sao ông nội? Đó, tự ra mà rớt là coi như là nghỉ việc đó. Rồi, đứng lên bàn. Mà không được đụng vô cái tay nha, rớt xuống là nghỉ việc. Trời ơi, hay quá. Ông chủ ơi. Ủa cái ca này hơi khó à nha. Rồi, nhảy luôn đi. Cứ nhảy, được luôn hả? Hay quá vậy ta. Nè, này giỏi à. Hay quá vậy ta. Đi vừa múa luôn. Hay quá vậy. Nhưng mà để xuống cái bàn không lấy tay nha, để bằng cái đầu luôn. Trời ơi coi sao khó vậy trời. Nhảy đi. Vô đi ăn sáng mà trời. Hay quá Hiệp Thúy ơi. Nhảy còng kiên luôn đi. Hay quá vậy. Hay quá, tốt quá. Hay quá ông chủ, đủ việc rồi. Ông làm gì? Người ta mới mà. Đừng có làm gì khó lắm. Khó lắm hả ông chủ? Bây giờ cho rửa chén thôi. Rửa chén rồi hả? Ừ. Rửa chén thì lấy chén cho rửa. Cái này từ tập sau. Rửa chén đó, dễ tập rửa chén đi. Ừ. Chén. Đây nè, nói cái điều lệ rửa chén ở đây làm sao, nói cho bạn của mày nghe đi. Thì đó, rửa đó thì bây giờ là bưng bằng cái đầu. Nhưng mà rửa chén đó là rửa bằng cái đầu mà không được. Đó là bậy, sai sách. Sai. Ở quán ông chủ tôi bắt rửa chén là phải rửa bằng cái lưỡi. Rửa chén bằng cái lưỡi hả? Nói cho người ta nghe đi. Tại vì ông chủ biết sao em mới vừa tới á, cho nên em cũng không có rành lắm. Hay là ông chủ thị phạm đi. Được, dĩ nhiên là phải thị phạm cho cậu coi rồi. Làm cho nó coi đi. Ủa cái gì kỳ vậy? Mình làm quá rồi thì mình làm nó lẹ hơn. Trời ơi khổ lắm. Là bây giờ là muốn rửa bằng cái lưỡi là lấy xà bông á, bóp vô cho cái miệng ngậm xà bông, rồi lấy cái mà rửa chén đó, rồi ngậm vô, rồi nhai nuốt hết luôn. Rồi xong để chồng tôm này ói ra rồi giữa. Làm sao chủ nãy giờ vô giỡn hoài làm bạn con ơi sợ à. Kêu làm thử đi ông chủ. Bạn con đi làm. Giỡn thôi, rửa bình thường thôi nghe. Ý. Hôm nay muốn ăn gì? Dẹp đi mày. Con gái đâu mà phải khách cho bộ muốn ăn gì? Ba. Gì con? Gì? Con có khách đẹp trai quá à. Sao? Cái gì vậy? Ui. Nó diễn viên Hàn Quốc quá à. Quy, con chủ ăn gì vậy ạ? Hay là ăn con chủ luôn ha. Ê, nãy vô chưa được ăn gì hết trơn á. Nào là ăn chay, ăn dặm, giờ kêu ăn em luôn hả? Được đó, giờ ăn đi. Bỏ đi. Chủ, tôi cũng đẹp trai mà, sao cô chủ không khen tôi vậy? Tôi cũng đeo mắt kiến rồi, cũng... Anh đó hả? Đẹp trai 2, trai 8. Cái gì nữa vậy? Anh đẹp trai có 2 thôi, nhưng mà mặt anh trai lì tới 8 lận. Là mặt trai á hả? Thôi vậy cũng đỡ hơn người ở đây. trai đỡ hơn mặt mập với mặt nọng. Nói hay vậy? Không nói vậy thôi à, nói vậy thôi à. Muốn nói đây là khách, tới đây làm khách, nhưng mà ba sẽ nhận làm đây luôn. Trời ơi, quá hay. Hôm nay con mới thi rớt, con mới thi diễn viên rớt giờ. Rớt là mặt vui ớn thật. Không phải, tại vì gặp anh chàng đẹp trai và con đã nghĩ ra một ý định. Con nghĩ là con có thể nhờ anh làm diễn viên. Anh đóng hình cái vai vậy. Đúng chứ rồi. Ê, cho tôi đóng đi, cho tôi đóng đi. Mà anh mà đóng cái gì? Đóng hình. Không có mặt kỳ lắm. Mà đóng gì vậy? Lúc nào cũng ở bên cạnh em nè. Khó khăn, cực khổ hay cái gì cũng phải chia sẻ với em nè. Sở trường, cho tôi đóng đi, dạy gì? Con ngựa. Đóng đi ông nội, đóng ngay con ngựa kìa ông nội ơi. Bậy rồi. Cái gì? Em ra em khen em đẹp trai rốt cuộc em bắt anh đóng con ngựa là sao? Em là công chúa mà. Đúng công rồi. Chúa thì phải cưỡi ngựa, mà con ngựa thì lúc nào cũng ở bên cạnh em, khó khăn cực khổ gì cũng phải bên cạnh em chứ. Thôi đóng dây con ngựa đi. Thôi gì thì đóng cho con ngựa luôn. Đó. Cưỡi đi, cưỡi đi. Rồi cưỡi. Anh già. Cưỡi hả? Công chúa cưỡi nha, cưỡi trên con ngựa nha, hai người không có cưỡi nha. Thôi được rồi. Ôi em đóng hay quá nè. Trước khi công chúa lên thì để hoàng thượng lên thử trước. Áo ấm ngựa này nó khỏe mới được chứ. Đúng rồi, con ngựa khỏe thì mới được. À không, công chúa đâu có ngồi vậy. Diễn đây, diễn đây. Trời ơi. Cái gì mà nặng quá vậy trời ơi. Rồi, hãy chở tôi đi khắp hoàng cung thôi. Chết đúng rồi đó. Rồi chắc nghĩ sửa sống quá. Thôi đấu phim nè, phim cổ tích không có vui đâu. Đúng rồi, lãng mạn. Đúng rồi, đúng rồi. Phim Hàn Quốc rồi đó. Không có cần hoa đâu, trời anh đẹp trai quá, anh không có cần làm gì, anh phải diễn xuất chung với em. Trời ơi, Hàn Quốc. Diễn gì con, diễn gì? Em á là em rất thích cái bộ phim nào mà nó kết thúc rồi nó phải có một cái cảnh rất là đinh đó, anh hiểu không? Bị ung thư rồi, bị ung thư. Anh bị ung thư chết hả? Không, em bị ung thư chết. Đúng rồi. Hấp hối rồi anh làm sao đâu chết người ta. Để cho người ta nhớ là em sắp chết nè nha. Anh làm sao mà để cho lấy được nước mắt người ta. Đừng tiếc vô. Đính là con, đính là con. Phải có máu, phải có máu. Tư rồi phải có máu. Thôi mình nãy quan ngang quá. Thôi mình giả bộ thôi. Ví dụ thôi. Giả bộ được con phim là phải dám. Tập thôi mà làm thiệt luôn hả? Rồi chuẩn bị. Action. Diễn. Em ơi, em ung thư sắp chết rồi hả? Cảm động quá. Em ơi, em ông máu luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Dạ em muốn thủy rồi. Không ăn được rồi. Không ăn đồ ăn mình tính ăn con gái thôi hả? Ê, vậy nha. Nó làm gì hết đó. Cái này là phun vô mặt tôi nha. Tôi không có thấy phun, tôi thấy đang ớt. Ê, vậy má đừng giết em con mà má. Ông chữ quán làm sao mà để cho người ta vô người ta dê con gái của mình vậy? Mình tỉnh đi, con này nó đàng hoàng, con không có làm gì hết, mà chỉ có ôm con gái mình thôi. Trời ơi, đó, còn nói nữa. Không phải, bà chủ bình tĩnh đi, mình đủ bình tĩnh đi. Không có gì đâu, thằng này bị biến thái thôi à. Trời ơi, đồ biến thái. Trời ơi, còn vô gặp diễn nhân không vậy trời. Trời ơi, đi vô quán người ta không ăn uống cái gì hết mà giờ còn kêu người ta là diễn nhân nữa hả? Bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh, ha, bình tĩnh. Đây nào, kêu đang tập đóng phim, đóng kịch gì đó, cái tự nhiên không chưa kịp đóng, chưa thể hiện ra nước mắt, cái phun cái gì đó. Rồi, là máu. Máu hả? Em đừng tin anh là chồng em mà. Bây giờ nó nếm nước lèo mà cái nước nó vẫn đục, em phải đục nó cho anh đi. Trời ơi. Bà chủ, bà chủ. Bà chủ. Bà chủ còn phải. Bình tĩnh cái gì phải bình tĩnh. Đây nè, hồi nãy á tôi tới đây nó nói là tôi được ăn sáng đúng không? Cái vô gặp ông chủ, cái ông chủ kêu á tôi là phải pha cái nước lèo sao phải trong cho nó sạch. Đó, thấy không? Mà bây giờ nè, bà thử coi tôi pha có ngon không? Tao không đi như mày. Ôi nó xạo à. Đánh nó đi, đánh nó đi. Mày cứ đi. Trời ơi. Trời ơi. Mày dên ra. Vô ra hả? Tôi vô cái quen ra hả? Trời ơi. Giữ nó lại coi. Mày kêu ai cứu? Ai vô đây cứu được mày hả? Chết rồi hả? Gì vậy? Ai vậy? Không biết ai mà mặc cái ghê quá. Mày làm gì à? Hả? Mày làm cái gì mà để cho người ta đánh mày? Áo quần bị cái gì đây? Dạ máu. Bắn máu vô người con. Kêu mày làm cái gì? Kêu con ôm. Ôm rồi làm cái gì mà ôm? Rồi cái gì mà... Nó hung con gái người ta luôn đó. Ai hung? Cô làm gì mà cô phun máu ở trong người con tôi? Dạ tại vì con bị ung thư sắp chết. Phải làm sao cứu được thì con. Ra là con đóng vai ung thư hả? Dạ. Trời ơi nhìn nó tội nghiệp, sao mày không cạo đầu nó trước khi nó ung thư? Đi nó vào cho tao. Đi kiếm cho tao cái lưỡi la. Mấy người ủy nguyên cả gia đình dòng họ rồi ăn hiếp con tôi. Bây giờ bà vu oan cho con tôi vô đây làm gì? Nó vô đây nó về con gái của tôi. Nó bắt con gái của tôi phải hung nó, ôm nó. Cái gì? Đó. Nó về con gái của bà. Trời ơi. Anh ơi, tôi nói cho anh nghe, niềm mơ ước của tôi bao nhiêu năm là con tôi nó phải tiếp xúc với con gái, bị gì nó bê đê. Ôi, bữa nay nó ôm được con gái là tôi mừng rồi. Ôi cảm ơn gia đình anh, cảm ơn con gái, cảm ơn chị, cảm ơn con đã giúp đỡ cho con chú đó. Nó hết bê đê, thôi về con. Thấy chưa con, trời ơi, trai đẹp bây giờ đã hiếm rồi mà tụi nó còn bê đê nữa. Tức quá mà, hết giờ phục vụ. Trời ơi, giữa đàn ông đang là hạnh phúc cho nhau mà thôi. Ủa? Thúy Kiều? Dạ không. Mới tổng ra hả? Trong nào ông nội? Lộ xanh. Đâu? Đó là Thúy Kiều Nguyễn Dung. Đây là Kiều mà Kiều Linh, bạn tôi. À bạn hả? Trời không biết đâu ra bạn không rõ. Ôi lâu quá không mới gặp. Trời dạo này đẹp quá nha, đẹp quá nha. Ai cũng nói vậy hết trơn. Trời ơi. Ngồi. Con gái. Dạ, cô ngồi. Dạ, chào cô con. Nay có tiệc gì vậy? Đâu đang chuẩn bị ăn cơm bình thường. Ăn cơm tối đó mà vậy đó. Hoành tráng lẹ. Hoành tráng lắm. Trời ơi nó nghe là lâu quá không gặp. Ta nói tôi nhớ bà muốn chết luôn vậy đó. Muốn gặp dây tiền hay chi bà nội? Trời ơi sao gia đình tôi sang trọng vậy mà tôi dây tiền. Nói nghe. Hả? Nhớ quá. Mà bây giờ ấy, bà tới đây rồi. Thôi hai đứa mình ôm lại kỷ niệm hồi xưa đi. Kỷ niệm hồi xưa nhớ không? Lâu ngày không gặp mà. Trời ơi ông nhắc chị hoài hả? Cái lúc mà tắm mưa cởi đồ tắm mưa đó. Hồi xưa là em với lại cô Kiều đây là tắm mưa sao? Thì mình nhớ mặt anh rồi, biết anh nghĩ gì nè. Khép lại rồi ở đó đi. Thôi lau nước miếng cho ba đi cưng. Lau chưa hết, thấy chưa? Gì? Ông tưởng tượng đâu bằng chạy nước miếng rồi kìa. Ông sao kỷ niệm hồi xưa hay? Hồi xưa nha. Tôi với chị là hay chơi cái trò mà hát mà rồi mà cái kiểu đầu tôi đích đầu anh đích tôi vậy đó, cái kiểu vậy đó. Cái chữ cuối cùng của cái câu của tôi á là cái chữ đầu tiên của bà đó, là đầu bà đích tôi là vậy đó, hiểu không? Ông chơi không? Thì nói đi, tôi biết dám chơi. Ví dụ giờ tôi hát nè. Tôi kể người nghe chuyện tình lãng và đêm một chuyện tình cái đắng là chữ đờ. Là ông hát là ông phải hát bắt đầu bằng chữ đờ. Ồ vậy hả? Hiểu chưa? Nhớ không? Hay á, tôi muốn chơi. Rồi giờ vậy đi. Giờ vậy đi, mời tới đây mình ăn uống đi ha. Rồi xong cái đặng đói nghe, bạn quạo đó. Không hát đi rồi ăn luôn. Xong rồi đùa hát rồi hát. Hàng xóm người ta kêu hát. Mấy đứa. Hại chị quá ha. Người ta kêu hát kìa. Đừng có lo. Không hát không có ra khỏi đây được đâu. Người làm nó đang làm rồi ăn từ từ. Đúng rồi, từ từ đi. Bây giờ mình hát nè, giờ bắt đầu nè. Tôi kể người nghe chuyện tình lãng và đêm một chuyện tình cái đắng. Rồi đi. Chữ đắng làm như có bài nào? Không phải, cái dòng D thôi chứ không phải hát chữ đắng. Chữ D thôi thôi. Phải nói chữ D thôi. Đôi khi hết hồn. Anh cái gì đó, anh chợt nhìn em xem dung nhan nó bây giờ đã sao sao. Có cái bài là đôi khi anh chợt nhìn em. Có nghe. Sáng sớm em hái hoa hồng rồi hái cho bao người qua, anh đang từ xa bước tới ghé ngang qua hàng em nè. Giờ mình vừa hát vừa diễn nè, lên đây. Cái gì diễn nữa hả? đúng rồi Em là tia nắng trong anh, em là hạnh phúc, em là bình minh được trái. Cái gì? Trái. Trời ba người ăn hiếp mình tôi vậy hả? Chứ cờ. Chờ em chưa đến bao giờ, mấy khi ta xa bờ, bờ. Đại Dương ở đâu? Ở đâu mà bờ bến lại? Ầu lao quá vậy. Thôi gặp lại. Con nói vậy đừng nên gặp lại bài hát cũng y như ngày xưa. Ôi hết rồi. Hồi nhỏ mình hay chơi banh đũa. Cái gì nữa má? Để lấy banh đũa ra chơi. Banh đũa gì? Trời ơi vợ tôi sao ở đây nữa. Tôi biết bà tới tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Đũa trước nè. Để lấy banh sau. Tại cái banh nó hơi lạ đó cho nên phải lấy sau. Đã. Cái gì vậy? Hồi nhỏ mình chơi banh đũa chứ chơi banh ba lớn. Bây giờ mình lớn á, chơi banh cũng lớn. Mình chơi banh đũa đi. Bà này bắt lành lắm. Ê, tôi luôn chồng bà chung. Trời, thoải mái. Anh em nói nghe nè. Em á là em thương má em lắm. Dạ, mà má em dặn á là mỗi lần mình ra đường là kính lão đắc thọ đó anh. Dạ, cái gì mà mình không biết á, mình đừng có qua mặt. Mình thấy người lớn tuổi là mình nhờ người ta làm trước rồi mình làm sao. Anh làm giúp em trước đi. Ôi, đó, đó. Chơi đi kìa, chơi đi kìa. Chơi đi. Chơi không? Ai chơi, kêu ai chơi. Thấy rồi em chơi. Cái đầu lớn lớn đó. Kêu lên kìa. Kêu lên kìa. Đấy, chỗ gì quăng đũa luôn vậy cha. Thử đi đường em làm theo. Phải được không? Anh làm không được, anh biểu em làm sao? Nói nghe cái này bự quá trời không được đúng không? Lấy cái nhỏ hơn cho chơi. Ừ vậy đi. Ức hiếp người quá đáng à. Trời ơi, vợ hại chồng mà. Cái banh này mà sao mà nó tưng nổi. Trời ơi. Ôi chết với mẹ con rồi. Hết banh tới trứng. Nhỏ hơn, lựa đi. Cùng sai cái này hay là cái này. Cô thấy cái nào an toàn hơn. Chơi banh đũa, banh nó bự quá chơi không được, giờ lấy cái này nhỏ hơn. Chơi cái này đi. Cái này nó dơ lắm. Vô đây rồi là phải chơi. Né đường lần rồi, không né đường nữa đâu. Phi ơi! Phi ơi! Chơi thôi. Quăng chụp cho lẹ. Không, cô ngồi xuống đi cái chiều cao cho nó. Dân chơi mà đâu có sợ mưa rơi. Mưa rơi lớn quá dân chơi đi về. Vui, bà này vui nè. Vui. Chết hả? Hồi xưa bà nhớ có cái thời gian mà tôi với bà chơi này mà bà bị gãy cổ rồi nhớ không? Sao bà nhớ những cái độc không vậy? Bà bị gãy cổ, bà phải có cái cổ vậy nè. Cái gì có? Mày bà vẫn chơi được với tôi. Bà vẫn chơi được nè. Bây giờ mình ôm lại kỷ niệm xưa nè. Đó. Trời ơi. Không thấy gì nữa đâu mà chơi. Đây. Bà làm cái này nhỏ quá. Ủa, biết gì tôi muốn vô đây đâu. Rồi, nè. Mớn. Bà thấy cái lỗ đầu nè. Không ơi. Ủa không vậy? Bà hay quá. Thôi đừng có nhớ nữa đừng có. Hết rồi. Thôi đừng nhớ nữa. Hết rồi không? Ôm cái rồi vậy đi. Còn mạng. Hồi nãy giờ thấy chị có khiếu hài hước rồi đó. Dạ đâu có đâu anh. Đây nè, lanh không. Nữa. Dạ, giờ kể sao? Tôi nghe câu chuyện vui vui được không? Trời. Kể chuyện vui dễ mà con. Kể nghe câu chuyện đi. Hồi xưa bà diễn nhóm hài trong trường mà. Kể gì vui đi, nãy giờ buồn quá trời. Vui là phải cười đúng không? Nghe. Vui. Vui lắm. Trời ơi. Biết sao không vui à? Cái gì? Bữa kể sao mà bán ghém. Có người gọi điện cho em. Kêu em á là lên chơi cái chương trình đội quán Tiếu Lâm. Tôi kêu đây không có chơi. Tại vì á biết là ở đây là bị hại nhiều lắm. Xong cái người ta nói là chơi đi. Tại chương trình đó có anh Chí Tài mặc xe. Tôi kêu về vô đây cái em thấy mặt anh xệ thiệt. Người thấy mẹ con này cười không thấy. Cười chứ, cười rồi mệt quá, cười rồi. À được rồi, được rồi, coi như vợ con tôi cười rồi, tôi là tôi anh cười luôn rồi, anh có cười. Tôi vui hay xong ha hỏi tha cho em chưa mấy cái gì mà tha dở chơi thôi mà. Dạ ở đây thôi rồi mệt ngồi nghỉ đi, ngồi đi. Dạ rồi, gặp lại bạn nha. Ngày xưa ta nói tôi với bà nghèo khổ quá trời quá đất luôn, mà bây giờ gặp xưa nghèo thôi, bây giờ khá rồi. Bây giờ gặp lại thấy quần áo rồi túi xách rồi, trời thấy đi cái xe hơi ngoài kia nữa thiệt. Sao mà khá quá vậy, làm gì khá quá vậy mà sao? Tại vì tôi nghĩ á là chắc là vì chị làm từ thiện. Đúng rồi. Tại tôi nghe tao nói mấy người làm từ thiện á là coi như người ta tích phước. Đúng rồi. Thành ra là ông trời sẽ cho lộc. Đúng không? Thì cũng ráng để đức lại cho con cái. Đó, nhưng mà tôi cũng biết chị là làm cái việc thiện mà gần đây nhất là lo bé An đó. Bé An á. Chị quyên góp đâu 100 triệu chị. Trời ơi, bữa đó cô có tới nhà gọi điện thoại hay nói gì cho mẹ con đó, rồi ba mẹ bàn bạc để mà gom tiền, thậm chí còn đi xin tiền đi shopping ban đó thôi, lấy tiền để đưa cho cô. Đúng rồi, gom góp hết trong xóm rồi đâu gần. Thì đúng rồi, thì có gọi điện nguyên kêu gọi bạn bè đó, thì thấy ai khổ thì giúp, nên đâu gì đâu, bình thường mà. Đúng rồi. Nhờ chị nha, nhờ bà nha, nhờ bà lần đó bà gom cho cả 100 triệu cho bé An nên mới cứu được nó đó. Mày đừng có quên nha, trong xóm này là cũng. Chị Linh đây không? Nè, chị Linh. Trời ơi, gặp chị đây mừng quá. Em nghe người ta đồn chị đang tới hậu quán Tiếu Lâm rồi chơi nè. Em rồi đợt chạy quá đi, gặp chị mừng quá. Rồi gặp chị chơi. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm nha, nhờ chị cứu giúp con em á mà giờ nó qua khỏi bé An á chị. Trời ơi. Ủa? Đây là ba bé An hả? Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Tiền từ thiện bên này là đưa cho bên này cứu người. Sao rồi? Trời ơi, nó qua khỏi cơn nguy kịch rồi, anh nhờ chỉ không á. Trời ơi, nói thiệt, không nhờ 10 triệu của chỉ là coi như là con em nguy kịch rồi. Nhờ 10 triệu của chỉ. Cái gì? Anh nói gì? Đúng rồi ba má. Cái anh này nè, tại vì trong list Facebook fan bạn của con, hôm bữa con thấy là đăng lên là đã nhận được tiền 10 triệu của một cái người hảo tâm đóng góp. Con đâu biết là của Linh em tới. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. 10 triệu của chị mà coi con bé khỏe rồi phải không? Dạ, cảm ơn. Tao hỏi cái. Dạ. Anh có lộn không vậy? Đâu, đúng rồi, chị Linh nè. Góp 10 triệu cho bé An, con em bây giờ nó qua khỏi cơn nguy kịch rồi, phải chạy tới cảm ơn chị chứ trời. Báo chí đồ lắm. Kỳ vậy? Tôi thấy là trong cái bản tổng kết là 100 triệu mà. Trời ơi mọi người ơi, mọi người phải nghe rõ, làm từ thiện là phải từ cái tâm. Tôi khuyên góp của mọi người, đúng là tôi cũng đâu có nói là số tiền là bao nhiêu đúng không? Thì mọi người cái góp vô, tôi gom 100 triệu đúng. Nhưng mà khi đến cái bệnh viện của ba bé An nè, thì tôi thấy là cái hoàn cảnh này chỉ cần có 10 triệu thôi, thì tôi chỉ trích ra 10 triệu thôi. Còn để những cái đồng tiền đó mình giúp cho những người mà kém may mắn hơn. Vậy rồi, bữa bà nói với tôi là bà gom được 100 triệu bà đưa hết cho ba bé An. Đâu? Thôi chứ làm như là kẹt tôi quá. Bà có ghi âm lại không? Bây giờ bà nói bà đưa cho người ta 10 triệu vậy có bằng chứng gì không? Biên lai like rồi đó. Đây nè, ba bé An mới nói là bữa tôi có đóng 10 triệu đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi, mà bà nói với tôi là tới 100 triệu lận. Tại nói là mọi người đóng góp thì tôi cứ nhận, nhưng mà tôi đó chưa có công bố mà. Trời, bà vậy là bà bị. Nói tôi nghe cái số tiền còn lại 90 triệu đó đâu? 90 triệu đâu? Để giúp cho những cái mảnh đời ta khó khăn hơn, trong bệnh viện thiếu gì. Tôi thấy là chị là khó khăn nhất rồi, chị tự nhiên giúp chị luôn phải không? Tôi nghĩ là thấy chị khó khăn nhất, chị gom 90 và chị giúp chị luôn hay sao? Bắt đầu tôi nghi ngờ chị rồi đó. Chắc chắn rồi. Hèn gì đi xe mất tiền, trời ơi. Anh ơi, anh nghĩ lại đi, 90 triệu cũng đâu có đủ mà mua ông gì, đâu có mua toàn đâu. Chơi đi vậy. Không, đúng rồi đó. Em nhanh quá. Cô Linh. Dạ. Tôi cảm ơn cô. Dạ. Đã giúp đỡ gia đình tôi trong cơn cực khổ. Một gia đình bất hạnh đó hả? Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Trời ơi. Rất là nghèo. Ủa nghèo đeo thôi vậy chị? Nghe nói là đã giúp cho. Đúng rồi, giúp cho bé An. Nhưng mà giúp tôi có 10 triệu mà bả chôm hết 90 triệu. Trời ơi. Không, cô không có chôm đâu. Cô giúp cho gia đình tôi, bởi vì cô biết gia đình tôi cực khổ mà. Cô nghèo quá. Trời ơi. Cho nên là cái gì không hiểu luôn à. Tôi khổ quá mà, tôi khổ quá mà. Trời ơi, khổ mà nhà gì đâu khổ. Không khổ chỗ nào. Thôi, tôi nói giỡn với anh chị thôi. Đây á, người yêu của tôi Tụi tôi á là chuyên đi làm từ thiện. Tôi biết là ngày hôm nay tới đây chơi. Đây, tất cả những cái chứng từ hóa đơn mà giúp cho người này người kia á, là tụi tôi dồn vô đây. Đây á là 100 triệu mấy anh chị hùng vô. Nói chung là chúng ta hùng phước làm từ thiện. Chứ nói thiệt, làm từ thiện á không phải là xin của người khác không. Cổ nè, mặc dù cổ không có cổ nói cái chuyện mà cho vay tiền góp là cổ nói giả bộ vậy thôi, cho anh chị vui vậy thôi. Chứ thực sự ra đó là cổ làm ăn buôn bán chân chính. Rồi hai đứa tôi mới gặp mới yêu nhau. Rồi thấy cổ có lòng từ thiện. Tôi nghèo nhưng mà tôi giúp đỡ. Tôi làm chung. Bởi tôi ghét cái gì anh biết không? Hùng phước á thì là hùng. Nhưng mà 100 triệu đó của anh chị, tụi tôi phải bỏ ra thêm vài trăm triệu nữa mới gọi là làm phước. Chứ còn á, cái kiểu mà lấy 100 triệu đó xong rồi đi làm không rồi coi như mượn qua cúng Phật. Tụi tôi làm vậy còn có ác hơn là cái điện đi làm từ thiện, anh hiểu không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thôi tôi tới tôi đưa cái giấy vậy thôi. Bây giờ tôi phải chạy ra ăn đông đi mua hột xoàn cho bà tội nghiệp. Thôi thôi thôi, cái vỏ em đâu? Cái vỏ đây. Bye bye nha. Vậy là mình trách lộn người ta rồi. Dạ con chồng má. Trời ơi. Dạ sao ạ? Tôi có nhìn nhầm hay không? Đây có phải là anh Điệp, anh Vũ Khắc Điệp phải không? Ừ, anh Điệp. Anh Điệp ơi, anh không nhận ra em sao? Sau vài năm em từ em mà sao em thành má rồi? Anh ơi, cuộc đời em nó khổ quá mà anh. Nó khổ cho nên em hát đó anh. Anh ơi, em sẽ kể người nghe. Thôi ngồi xuống đi em. Em ơi, em ngồi đi em. Được rồi, được rồi, em ngồi đi. Em chưa hát hết anh ơi, nó quan trọng lắm. Em sợ anh không nhớ cho nên em phải hát cho anh nhớ. Tôi kể người nghe đời lãng và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ tôi vẫn thường mộng du nên mới gặp thằng ngu. Anh ngu lắm anh ơi. Sao chị anh ngu vậy em? Cái chuyện mà anh ngu như thế nào để từ chút nữa em nói. Nhưng mà anh nhớ chưa, em và anh chúng ta có một mối tình thật đẹp nhưng lại thật buồn. Buồn đến nỗi mà người ta kể lại cho nhau nghe từ đời này qua đời khác. Anh có nhớ không? Ừ, anh nhớ. Như vậy thì anh hãy trả lời cho em nghe đi. Tại sao cái ngày mà anh nói anh đi lên trên Sài Gòn anh đi thi á, rồi anh ở trên đó anh lấy vợ luôn, anh không về với em vậy? Em tự coi lại mặt em đi. Mặt em sao anh? Bằng tuổi nhau nhưng mà mặt em háp lắm, em biết không? Anh phũ phàng với em lắm. Anh nói anh lên đại học anh bỏ em đi lấy vợ rồi giờ anh còn chê mặt em háp, mặt em già này nọ. Vậy chứ mà hả? Hồi lúc đó anh đi lên thì á, cái ngày mà tiễn anh đi có bao nhiêu tiền em vét em đưa cho anh hết trơn á, trội luôn á. Vậy là em ngu đâu kém anh đâu. Nè, anh đừng có nói em ngu nha. Tại em yêu anh nên em mới ngu quá. Anh nhớ mình đứng lên em nói cho anh nghe. Cái đoạn này là nó rất là hay luôn á. Cái đoạn này người ta coi người ta thích lắm á. Lúc đó hả, có bao nhiêu tiền à? Em nhé, anh lấy ra nè. Nè, 1 đồng 8 nè, 2 đồng 1 nè, 3 đồng 2 nè, 4 đồng rưỡi nè. Đó, anh lấy hết đi. 4 đồng rưỡi đó. Đi đường á mà có khát nước thì mua bánh lọt với chè đồ uống ăn không, chứ đừng uống trà đá đau bụng chết luôn. À quên nữa, còn chai dầu nữa nè. Có đau bụng rồi lấy sức nghe không. Bữa Hồng Xuân á nó đau bụng em lấy em sức cho nó hả, nó hết liền. Hay lắm á. Rồi anh biết lý do rồi. Tại nhỏ trên Sài Gòn ngu hơn em nhiều quá. Sao vậy? Nó ngu, nó cho anh nhiều tiền hơn em đó em. Ủa vậy hả? Bây giờ em biết nó có ngu hay không mà giờ anh trả tiền cho em 4 đồng rưỡi. Cái mệnh giá từ hồi đó so với cái mệnh giá bây giờ chị chi ra là 10 triệu 050 ngàn, cộng với chai dầu gió nữa. Lên tới 10 triệu lận hả? Chưa kể 20% tiền lãi suất mỗi năm. Trả cho em đi anh. Anh không có tiền đúng không? Lên tới đây rồi làm gì có cầm đồng bạc nào, đúng không? Bây giờ em mới nói chuyện anh ngu nè. Em nói đi anh nghe. Em hỏi anh chứ. Anh ăn anh học bao nhiêu vậy mà có cái chuyện á, cái chuyện mà phòng ngừa thai mà anh cũng không biết vậy hả? Anh để cho con Liễu nó gạt anh có bầu vậy hả? Ủa không, anh để cho con Liễu nó gạt anh cho nó có bầu vậy đó. Cái này là ngu đó, thấy chưa? Ngu đúng không? Thôi anh nhận anh ngu đi. Hay là anh không ngu? Anh rồi ngu, anh không ngu. Tôi ngu được chưa? Em hỏi anh có nhớ lần cuối cùng mình gặp nhau là ở đâu không? Có lẽ là ở một nơi rất là thú vị. Thiệt tình anh không nhớ gì hết hả? Lần cuối cùng mình gặp nhau là ở Thiếu Lâm Tự. Em làm gì trên đó vậy? Cái ngày mà anh lấy vợ cũng là cái ngày mà em xuống tóc em đi tu. Đêm nào em cũng gõ mõ tụng kinh. Đêm nào em cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho dòng hồn dù khắc đẹp tiêu diêu miền cực nhọc. Em tụng anh, em không em gọi dòng anh về đó mà anh không về. Còn chuyện nữa nè. Sao anh áp với em lắm. Em đi tu rồi mà anh không buông tha em. Anh đi tìm em làm cái gì để cho em phải mang nợ vậy hả? Nợ gì? Nợ gì? Anh có nhớ cái ngày anh đi lên chùa anh tìm tôi nha. Anh giật cái chuông, đúng không? Anh giật cái chuông một lần tôi không ra. Anh giật hai lần tôi bấm bụng tôi không ra. Anh giật ba lần nước mắt tôi tuôn trào rồi, nhưng tôi vẫn quyết định tôi không ra. Tôi quyết tâm tôi tu mà. Vậy mà anh không buông tha tôi. Anh giật không được, anh đạp nó cái chuông rồi. Cái chuông nó bể, tôi phải đền cho chùa. Tôi đền cho chùa hết 10.500.000 đó, cộng với cái tiền hồi nãy nữa. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Sao mà em ngu mà em khôn với trời. Ủa em ngu mà em khôn là sao? Tao khôn với gì nha. Bây giờ trả tiền không? Thì hiện tại thì anh lỡ đưa tiền cho vợ anh rồi nên không đem tiền theo em ạ. Anh nói thì em nói vậy thôi. Đi vô đây, ngồi đây. Trời, anh lố quá à. Em đẩy nhẹ thôi mà anh làm thấy ghê quá. Nó nghe nè, mình á, dù gì á thì mình cũng ngày xưa mình yêu nhau mà, đúng không? Sao em nói đi, em nói đi, nghe nè em. Anh hỏi em đi, anh hỏi cuộc sống của em như thế nào từ sau khi chia tay anh hỏi đi. Anh hỏi em đi, em cũng không cần anh hỏi đâu, em sẽ tự trả lời đây. Chia tay anh em đau khổ lắm anh. Sau khi mà em cạo đầu em đi tu, em tu hoài không được. Em chịu không nổi, em lấy cái mớ tóc mà em cạo em đi xuống núi. Em nói vô, mà lúc đó làm gì có tiền. Em lấy keo em chích vô. Nói ra bây giờ tóc em nó vậy nè. Mỗi lần em tắm em gội đó anh. Em gội cái em vuốt vậy nè. Em vuốt tới đâu là tóc với máu nó ra tới đó đó anh. Đó, bởi vì giờ cái đầu em nó ghẻ không nè. Anh dòm đi. Đó, để từ đó mà em có biệt danh Lan đầu ghẻ. Rồi em ngu có đầu tư quá ha. Thôi đừng bứt nữa. Hết tóc rồi nha. Đó, bởi vì em khổ lắm anh. Rồi sau đó cuộc đời đâu có buông tha em. Em cũng phải lấy chồng. Không hiểu lý do gì mà xui khiến em lấy cái ông này. Chồng em sao? Chồng em sao? Tội nghiệp em lắm anh. Đêm nào em ngủ với chồng em mà em cũng tưởng tượng là em đang ngủ với một cái con búp bê gấu. Nó vừa mập, nó vừa già, nó vừa xấu. Gia nhân và quá giật à. Em nghĩ chắc là do em hận đó. Anh ơi, chắc là do em hận tình anh. Bởi vậy cho nên là mới lấy ông già đó. Em khổ lắm anh ơi. Em khổ vậy nha. Trời, thiệt tình luôn á. Bà làm cái gì? Đó, không ngờ. Bà mới nói ai già? Tệ quá. Em nói em già. Em già. Em già. Đúng vậy. Trời em tệ thiệt luôn á. Thấy trai đẹp cứ bu bu à. Kỳ quá. Mày đừng có giả bộ. Mày có phải là thằng Điệp không? Thằng Điệp người tình cũ của vợ tao là Lan. Bữa nay dạ không em tên Đẹp. Nghe nói mà đã lấy vợ rồi. Mày có vợ rồi mà mày không yên thân, mày còn trở là mày rùng quên vợ tao. Anh ơi em giải thích cho anh nghe. Không có giải thích gì hết. Tụi em không. Bà chơi tôi già hả? Không. Được. Bữa nay nó thấy bà già nó gỡ có cái lợi hại của già. Tao không bỏ qua. Anh ơi coi chừng lên tăng xong anh ơi. Tao muốn mày luôn. Đừng anh ơi. Anh ơi tụi em không có gì với nhau đâu anh. Cái gì? Tao bắt gặp hai đứa ôm mà nói là không có hả? Nè. Ra đây. Ông chủ ra làm cái gì vậy? Anh Điệp. Trời ơi thằng quỷ. Lan. Trời ơi chuyện tình Lan và Điệp tôi ngưỡng mộ chuyện tình lắm nè. Hồi nhỏ cơ cải lương nhiều lắm. Ủa ơi Điệp vui như bướm trắng. Tài nắm bên làng. Làng như bông hoa vàng. Thượng Tài. Cô giặc mày im. Làm gì? Khi mà lại không phải là mày hát, mày ca tụng cuộc tình này. Không phải, con ngưỡng mộ. Ông chủ cứ bình tĩnh đi. Con hiểu tâm sự của ông chủ lúc này. Mày hiểu câu chuyện này mà. Hiểu mà. Một người. Nhà này ngộ ra phải hát chứ hả? Một người. Nhà vui quá hả? Một người đi chơi, đủ người ăn yêu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ. Anh ơi, anh khép cái cầm vô đi anh. Để quá trời. Điệp, trời ơi anh Điệp ơi, anh Điệp ơi, sao vậy anh Điệp? Sao mà bây giờ tự nhiên tới đây anh gặp lại người tình cũ của anh vậy anh Điệp? Đâu lại? Mai qua anh Điệp, dạ anh Điệp. Cái gì? Thúy Liễu là Thúy Liễu hả? Tại sao không giữ chồng mà để chồng cô trở lại quyến rũ vợ của tôi? Trời ơi, buông ra, anh nghe chưa? Không có em ơi. Anh tới đây làm cái gì? Anh trở lại với người tình cũ của anh làm cái gì để bây giờ người ta chửi em kìa? Trời ơi, con Lan ngày xưa đây đúng chưa? Nhớ tôi không? Bà nhớ mặt tôi chưa? Bà nhớ chưa? Nhớ con ve nhất nè. Hết chỗ nhớ sao nhớ chỗ đó bà nội. Ấn tượng á. Còn con nào nữa, con nào tình nhân, nhân ngã gì nữa bồ nhí ra hết đấy. Không có đâu em ơi, không có đâu. Cái gì? Nói cái gì? Con nào về đây vậy? Trời ơi tôi chết rồi, trời đất ơi, cầu được ước thấy, vừa mới kêu có con bồ nhí nữa không lòi ra liền một con lập tức. Con này là con nào trời ơi? Mày giật chồng chị, con này là con nào? Tôi Liễu. Bà kêu gì tôi? Tôi kêu con tôi. Hả? Con bà là con nào? Con này. Má con đó hả? Tôi kể một lý do tại sao mà tôi chịu lấy ông chồng già. Tại sao? Là tại vì ổng có đứa con riêng mà con ổng tên Thúy Liễu. Hả? Tại sao lại như vậy chứ? Tôi thích vậy đó. Tôi thích con ổng tên Thúy Liễu để tôi muốn chửi, tôi chửi à. Nè, nghe chửi nè. Bà nội mày Thúy Liễu, cha mày Thúy Liễu, cha mày Thúy Liễu, bà nội mày Thúy Liễu. Thúy Liễu. Trời ơi chưa? Nè, còn nữa nè. Thúy Liễu. Trời đất ơi, ê bà nội. Thúy Liễu. Ê, thôi mà thôi đi. Tôi là chó sao bà nhử bà? Tôi đâu kêu bà. Chứ bà kêu ai? Lu Thúy Liễu nhà tôi. Trời ơi. Trời ơi. Nó đặt tên luôn, nó đặt tên tôi. Nè. Em nói cho anh nghe, nguyên cái nhà này không có ai á mà phù hợp với anh. Em mới là đồng trang lứa với anh. Trời ơi. Mình mới nói chuyện với nhau hợp. Thấy chưa? Anh Điệp, bây giờ em ngưỡng mộ anh quá rồi, anh coi như là số 1 trong lòng em rồi đó. Anh hốt bà má. Xong anh hốt luôn nhỏ con. Hốt cái đầu mày chứ hốt. Xong rồi hốt cái giữa anh cũng hốt luôn. Trời ơi. Anh rối quá rồi anh Điệp ơi. Bây giờ tôi nói cho bà biết nha ha, bà rõ ràng bà có tình ý tư tình với lại người chồng của tôi đúng chưa? Tôi nói cho chị nghe, cái chuyện mà Lan với Điệp là nó từ hồi thở xưa lắm rồi. Tôi có chồng có con rồi mà. Tôi không tin, bây giờ phải chứng minh cho tôi thấy đi. Phải chứng minh là hai người không có cái gì với tôi á. Chứng minh đúng không? Đúng rồi đó. Chứng minh đi. Anh là ai? Chứng minh là anh với em đúng không? Đúng, đây là chồng của tôi. Nhưng bây giờ tôi không tin anh. Em với chị. Trời ơi. Anh Điệp à. Trời ơi, tự nhiên bữa nay bị cưỡng hôn trước mặt mọi người. Ôi, sướng thấy bà nội luôn vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa tin. Tôi mời nó bây giờ cho vợ chứng minh cho bà thấy là tôi với anh không có cái gì đi. Trời ơi, quan quá. Nhà có chanh không mang ra đây? Chanh, nè. Nãy đang ngồi cắt chanh để tính làm nước chanh nè. Đó, bây giờ muốn cái gì? Má tôi dạy á, để chứng minh là chồng của mình với người yêu cũ của chồng mình không có tư tình qua lại gì với nhau, chỉ có một cách duy nhất thôi. Cách gì? Bà lấy cái miếng chanh đó dắt vô họng ông này nếu như mặt không nhăn thì không có gì hết, còn ông này mà mặt mà nhăn mà chua mà như vậy rất là hai người hay quá. Giữ mình đi. Tôi với anh là không có gì với nhau đúng không? Nhăn một cái là nhăn là có đó nha. Ăn một cái giả vô mặt nha. Nè. Từ từ. Mặt có nhăn không? Mặt không nhăn. Dắt cho hết cái miếng chanh này mới được. Đây để tôi. Nuốt vô. Là chưa nuốt. Chưa hết. Ít quá. Tôi vẫn chưa tin. Tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nó chưa có tin. Há miệng ra. Trời ơi. Sao? Anh không hề thử tình gia đình của tôi ông Chí là cái gì? Cô Lan. Dạ. Cô đã có chồng rồi. Đúng rồi. Tại sao cô dám làm cho nó có thai? Làm cái gì nữa? Trời ơi, sao mà cái kịch lo vũ quá vậy? Không có thai sao thấy nó ăn chanh quá vậy? Con thèm chua hả? Ủa, đứng ở đây. Dạ con thử, ảnh ăn chanh mặt ảnh không nhăn. Tức là ảnh trung tình với con. Mặt ảnh mà biến sắc một cái tức là có lẹo tẹo với nhỏ này. Đó. Không có, chia tay lâu lắm rồi. Cạo đầu đi tu, giờ tóc bọc da dài, da rộng, thậm thường có giận rồi. Không thể nào tưởng tượng được cái gia đình lộn xộn như vậy. Cái gì? Đúng rồi đó. Cái gì mà lộn xộn? Người ta có gia đình rồi nè. Ê nè, con Liễu nó có thai rồi. Tại sao? Không có, mà con đổ thừa cho nó. Hả? Đâu có ai đổ thừa. Nhưng mà nó có muốn vậy đâu. Tại vì nó bị ép. Bị cha của con Thúy Liễu ép phục rượu cho nó sai. Rồi lúc đó đó nó không có suy nghĩ, rồi nó không đem áo mưa, cho nên con này mới có thai. Bây giờ tôi nói con nghe, tôi qua bữa nay đó là tôi có rất cái nhiều cái bức xúc. Bức xúc cái gì? Tôi muốn nói là tặng cho mỗi người một món quà. Con tặng cái gì? Mấy người chắc không biết tôi là ai đâu. Cầm quà đi rồi biết. Ai à, cầm đi. Trời ơi. Áo mưa. Này, tôi làm bên phòng chống bệnh AIDS á. Ồ vậy hả? Chứ còn chuyện gia đình của mấy người tôi không quan tâm. Thôi đi về. Đi về cổ vũ với tao chống bệnh AIDS đi. Cái gì vậy? Dạ chị ơi, có nghĩa là chồng em không có cái gì với chị hết trơn. Em xin lỗi chị nha, em về với chồng em. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi bây giờ cho được trở lại bình thường nha. Nói chứ nãy giờ làm Thúy Liễu nó cũng khó chịu lắm. Nhưng mà vừa rồi thì chúng ta đã đưa ra một cái tình huống để thử thách cái anh chàng thử khách này của chúng ta, đưa anh ta vào cái hoàn cảnh, cái câu chuyện của ngày xưa, câu chuyện tình Lan và Điệp. Và anh chàng này cũng đã ứng phó rất là thông minh, đâu rất có. Là nhanh nhạy. Xéo sắc lắm. Xéo kia rồi. Ủa vậy hả? Em bỏ Liễu rồi. Nhưng mà cái chính là anh chàng này là ăn chua được, chịu chua rất là hay. Dắt cả một trái chanh vô miệng anh luôn đó nha, mà cái mặt vẫn không đổi sắc. Như vậy là coi như là anh chàng này đã vượt qua được thử thách gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật to cho anh chàng Điệp. Rồi bây giờ thì vô trong xúc miệng này kia lại nha, chuẩn bị cho cái thử thách cuối cùng. Còn bây giờ thì quán ăn của chúng ta sẽ thay đổi phong cách thêm một lần nữa để chuẩn bị chào đón vị thực khách buổi trưa. Đi, đi. Món ăn gì? Dạ chắc chắn là ta không ăn bánh nước rồi. Em cứ nói ra đi. Cô không ăn biết rồi. Nhớ trả tiền đó nghe. Bây giờ trước khi ăn gì á thì tôi xin tự giới thiệu với quán. Áo vàng vàng là Ngọc Hoàng, áo đỏ đỏ là Thiên Lôi, người đẹp đẹp là Dương Mẫu Nương Nương. Quý hóa chính ra bác Ngọc Hoàng. Nói người cõi trên xuống chơi. Bây giờ mời ngồi được chưa? Rồi, xin mời tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình. Ngồi xuống đi em. Vui quá, bữa nay được đón người cõi trên xuống chơi. Ngồi đâu vậy Ngọc Hoàng? Em ngồi đại đâu đi em. Rồi, bắt đầu. Ai làm trước đây? Chắc là phải là Dương Mẫu Nương Nương rồi. Xin mời Dương Mẫu Nương Nương em ơi. Được rồi. Thường người ta nói là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng rồi. Áo tím. Áo tím là ai ha? Áo tím qua xem. Con chủ à. Chữ này lành ít dữ nhiều cô chữ hả? Vui lòng khách đến đi, chọc cho ta cười. Vui lòng khách đến, chọc cho ta cười. Dương Mẫu à, điều đó là ho lắm. Tại vì con gái tôi đâu biết chọc cười đâu. Chí Tài đâu chọc. Hỗ trợ. Có quyền hỗ trợ. Chưa cười. Không hả? Nhìn ta nè. Không cười. Cũng không cười à? Trời ơi chơi thọt lét. Đó, cười ơi. Cười ơi. Trời ơi chơi thọt lét rồi. Cười ơi. Thử thôi mà nó cười. Chừng nào ta cười. Tung tê rồi. Coi cái gì hai người kia? Dạ. Rồi cho sự đồng cảm, cho hỏi cái quý danh của cái bạn mà tóc xù xù mà có cái bộ xương mà không có thịt là. Chúng ta có quen biết nhau hả? Mình nên làm quen. Đây là hát quỷ á. Lôi khỏe hả Lôi? Mặt thân thiện kìa. Lôi đừng khỏe, Lôi đừng lôi tôi ra đây gì vậy Lôi? Nó là rớt bố nhầm gian rồi chứ không là. Chết nè. Tên gì? Tên gì vậy? Tên Quách. Hồi Xí, người ta kêu Xí Quách. Rồi. Bây giờ Xí Quách làm cái gì cho Thiên Lôi cảm thấy sợ đi. Hết rồi. Thử thách nữa rồi. Đó là ma đây. Ghê quá. Ma rồi sợ kìa. Ma quá trời. Sợ quá người quá. Coi vô kìa. Đâu. Nè. Sợ là hết hồn là giật mình chứ không phải là. Chết cha bị lẹo rồi. Đó làm cái hết hồn nữa coi. Trời ơi muốn ghê quá. Trời ơi đừng có ghét tôi. Thôi làm cũng mệt rồi, thôi ăn đi, ăn có sức làm tiếp. Thôi làm vừa hết rồi, bây giờ đây nè, làm bây giờ mệt rồi, tốn hao năng lượng rồi, bây giờ ráng nè, ăn bồi bổ nè, rồi bây giờ vừa ăn vừa hát rồi lè cái lưỡi ra. Sợ chưa? Cái này sợ rồi, sợ chưa? Sợ chưa? Cái này nó ngon. Sao mà sợ được? Sợ chưa? Đồ ăn đồ uống mà thiệt á. Sao chạy vòng lum lai vậy? Ở dưới sợ chưa? Trời ơi vẫn còn chưa sợ luôn hả? Ta cười nè. Bỏ vô miệng ăn đi. Được, thử thách đó. Ngọc Hoàng ơi, bây giờ con bắt nó ăn rồi, nó ăn hết trơn luôn rồi. Hết luôn rồi, thở rồi. Coi như là xong rồi. Đã ngon quá. Vui mà, được ngon quá, cái đó ngon quá. Ở đó hai người còn lại đó Ngọc Hoàng. Xử nhỏ đang che mặt hả Ngọc Hoàng? Dù gì thì ta cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng là người ở trên, vốn là có tính bao dung. Vậy thì bây giờ ta chỉ có một thử thách nhỏ cho con thôi. Ta sẽ tha lỗi cho con, độc ác với ta. Con có biết bài Con Bướm Xuân không? Người ta trả thù thì mình chịu thôi. Có làm thì có chịu. Tới đâu hay tới đó. Bài Con Bướm Xuân ý nổi tiếng đấy, chắc chắn là con biết rồi đúng không? Dạ. Bài đó dễ rồi, bây giờ đơn giản lắm, bật nhạc rồi con múa thôi. Nhưng con nghe này, không phải là múa bướm mà là múa sâu. Sâu là con phải hóa thành con sâu. Lúc mà nó chuẩn bị hóa thành con bướm ấy. Music. Con sâu đâu rồi? Con sâu kìa. Con sâu. Tiếu Lâm. Hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Em muốn ăn cái gì thì mừng em đến đây ăn chơi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cái nội quy của anh á là bước vô quán này có một cái điều lệ rất là cần thiết. Em không thể không làm được. Em làm được cái này thì mới vô quán anh ăn được. Đây, em bỏ đây xuống đi. Đồ nghề của em đừng bỏ đâu xa nha. Để đây, không có làm gì hết á. Đây, giờ anh làm theo anh nha. Dạ rồi. Đứng thẳng lên. Tay này giơ ra. Cái này không đây. Nắm đôi tay. Em quay 10 vòng liên tiếp. 10 vòng nha, không ngừng nha. 1, 2. Anh, từ từ. Em thường em không có thích làm gì mình. Em thích làm chung mà làm đôi vậy. Anh làm chung với em luôn được không? Hả? Dạ đúng rồi. Không được. 10 vòng nha. 10 vòng. 10 vòng mới được ngồi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi được rồi, coi như là em đã giữ khoảng. Không, em té em còn phải đẹp anh. Được. Rồi đứng dậy đi ha, đứng được không? Đây, bây giờ ngồi xuống đây nghe. Mà chóng mặt á, mình ngồi ghế bình thường không có được. Ngồi ghế vậy mới là đúng. Bây giờ em muốn ăn cái gì? Quán Anh buổi sáng thì thực đơn có ớt xào xả nè, tiêu sọ hấp tiêu xanh nè, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Em thích ớt nào anh sẽ đãi em ăn. Ăn ớt thôi hả anh? Ừ, buổi sáng thôi, trời, bữa nay là chỉ vậy thôi. Thôi tùy anh. Tùy ăn hả? Dạ đúng rồi. Anh giỡn chơi với em vậy thôi chứ ai mà cho người con gái xinh đẹp như em lại ăn ớt buổi sáng, thấy không? Em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy em ngồi như vậy thì anh cũng khó nói chuyện lắm, bởi vì anh cao mà thấy nghiêng cái đầu thì anh mỏi cổ lắm. Bây giờ em chịu khó chờ anh chút. Em xuống đó, em ngồi về cao anh mới ra nói chuyện này. Nói đi em, dịnh cho không sao đâu. Mỏi cổ quá. Anh dọn luôn cái bàn kia đi rồi mình dễ nói chuyện lắm. Sao? Anh dọn mấy cái đồ trên bàn đó lên đi. Dọn luôn hả em? Dạ đúng rồi. Em làm gì? Đứng rồi mà. Sao? Dạ đó, xong rồi em ngồi đây. Xong cái anh đứng lên trên đây nè. Anh đứng hả? Dạ đúng rồi. Cũng rảnh quá ha. Rốt cô là cũng phải mỏi cổ như thường. Em em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, may quá. Anh có một cái bệnh mà anh nghĩ là nó rất là lạ, chứ bao giờ xảy ra đối với anh. Buổi tối đó, tự nhiên anh thấy buồn ngủ lắm, anh phải đi ngủ. Rồi sáng sớm làm sao tự nhiên anh thức dậy bình thường. Rồi cái xong rồi cái trưa cái tự nhiên anh thấy đói bụng, anh ăn vô cái... Anh thấy buồn ngủ. Nó no. Nó no. Rồi tới chiều tối anh lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cái ngày này mới là no vậy đó. Theo em á, là bác sĩ thì em thấy đó là triệu chứng của bệnh gì? Cái triệu chứng này á là cái triệu chứng của bệnh làm biếng. Tại vì nguyên một ngày anh chỉ ăn có ngủ không mà anh không có làm gì hết trơn vậy. Đâu có làm việc mà. Anh làm bữa nào anh kể là tối anh buồn ngủ, xong sáng cái anh dậy anh đi ăn. Anh ăn xong cái trưa anh ăn xong chiều anh ăn xong cái anh ngủ. Cái công việc của anh chỉ có ăn với ngủ thôi à. Bệnh là bệnh làm biếng luôn. Từ từ anh tính lại ha. Bây giờ gì? Nếu mà muốn chữa được cái bệnh đó đó thì anh nghe là có người bác sĩ bạn anh á, người ta nói là tập thể dục là nó sẽ khỏe. Anh thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là ông mấy bây giờ em xuống đi. Xuống. Bây giờ em có thể tập một cái bài thể dục nào cho anh để anh tập được không? Anh để tay lên hông đi. Hai chân đang động bằng vai. Bằng vai rồi. Dạ rồi. Đắp. Vậy thôi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi đó. Xong chuyển qua động tác khó hơn. Dễ quá đâu có gì. Đụng tay vô sàn. Làm sao nữa? Đứng ra đi. Sao đứng được? Nó kẹt rồi. Sao em? Vậy? Mày làm cái gì vậy mày? Ông chủ, đã cho ông nghỉ bữa được không? Mấy nay bị gì? Tăng động quá. Ai vậy? Bác sĩ. Cái gì vậy? Bóp cái gì vậy? Thì bình tĩnh lại coi. Bữa ông bình quá rồi, bình quá rồi. Đau cái chân quá. Mày kiềm chế này coi. Có anh nào cứu đâu. Ê! Bóp cái gì vậy? Bóp cái bong bóng cái bóp cái gì? Chết Cô chích thuốc gì vậy? Liệt rồi, liệt rồi. Sao vậy? Liệt rồi. Chích tầm bậy rồi, chích tầm bậy rồi. Cứu ta. Cô chích sai chỗ rồi. Liệt rồi. Chết. Hả? Chết sao rồi? Chích tầm bậy nữa rồi. Tụi nó đi. Thế sao rồi? Trời ơi. Ai da. Sao ông chủ làm với người ta chích? Ông chủ để người ta chích con không vậy? Ông anh chủ... Anh có thấy là anh thuê cái ông này anh mệt lắm không? Thôi để anh chích ông nằm nữa đi. Kệ ông đi. Ông chủ đi chơi với người ta con mét bà chủ. Cái gì? Con mét bà chủ. Mày chủ. Giữ lại anh. Ông chủ ông mê gái. Chích cái mỏ. Vậy sao vậy? Chích tôi mình vậy sao? Hả? Cái gì con? Có bị gì vậy? Mắc ói. Ôi trời ơi! Tại sao mắc ói? Trời ơi! Nè! Chuyện này xảy ra hồi nào? Hả? Có bầu hồi nào? Hả? Con sao vậy? Con đau bụng. Đau bụng? Bầu gì mà có bầu? Ủa? Bà chủ! Máu gì vậy? Bà chủ! Con sao? Hả? Con đau bụng. Con đau bụng hả? Nãy giờ thấy ói tưởng có bầu. Bà chủ, chuyện này lớn hơn nè bà chủ. Ấu hại. Chết con, tôi chích lại bây giờ đó. Bác sĩ ngồi ở đây nè má, bác sĩ nè má. Sao tự nhiên nhà tôi vui, bữa nay có người chích qua chích lại vui vậy trời? Chích tùm lum là lao hả chủ? Cái chuyện gì? Bầu của ông chủ à? Bé không có bầu đâu, bé không có bầu với ông chủ à? Đây là chỉ là khách thôi. Tại sao? Ông chủ bây giờ vậy nè. Cái chuyện ông có bồ với ai kể ông tu. Đau bụng nè. Bây giờ con này là bác sĩ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Mau làm ơn, lấy đồ nghề ra khám bệnh cho con tôi coi. Nhanh. Cô giùm con tôi. Tôi không chịu chích thuốc đâu nha. Con sao vậy? Đau bụng. Đau bụng rồi. Mày ăn cái gì mà mày đau bụng vậy Linh? Đồ của quán mình chứ đâu. Trời ơi, bậy quá. Chị, đứng lên chị. Rồi, cưng nằm xuống. Ủa sao vậy? Đau bụng mắc gì bắt người ta nằm vậy? Ngồi xuống. Nằm xuống mấy cái ảnh hưởng. Còn có gì ở trong đây? Trời ơi, ba ơi ba. Cái gì vậy? Chị nói vậy là bác sĩ hả? Cái gì vậy? Trong đây toàn là ba cái đồ gì mà giống như là hết trang tính chất gì vậy? Rồi bác sĩ gì? Bác xế quá vậy? Bác sĩ gì? Bác ngáo vậy? Không, cái này là ống chích của chị. Cái này là không phải là bác sĩ đâu. Mà này là make up nè. Trời, làm make up thì nói làm make up trang điểm đi. Trời mà hả? Trời ơi, vô đây hả? Xém hại gia đình tôi hả? Bởi vậy bắt tôi lắc hồi nãy giờ muốn chết. Bắt tôi chổng mông xuống xỉu luôn. Lúc nãy em đi vô đây á là tại vì á chồng chị nói là chồng chị mất ngủ, chồng chị ăn nhiều quá xin làm biếng, cho nên là em cũng giúp chồng chị tập thể dục. Trời, em cũng chưa lấy tiền giúp tập thể dục mà. Lọt vô gia đình này rồi, không có ý kiến ý cò gì hết á, đừng có tới đây mà định giở trò hay sao. Ông vậy? Make up đúng không? Ông chủ tôi nè, ông chủ là chùm make up, ông chủ tôi dạy cho. Đúng rồi đó. Trang điểm là đỉnh luôn á. Bây giờ ba chủ tài đi ba. Nè, mời ra đây. Ngồi với ông chủ tôi make up cho. Ngồi đây. Chà. Đó. Ai ngồi? Đây. Thiên nhiên make up. Này là đó, để mà kiến má ơi. Cái gì vậy? Mà kiến mày rồi. Tao make up rồi còn đeo lên sao thấy được. Tao make up hả? Xin lỗi tụi bà cũng rảnh á. Hồi nãy nó lấy cái duyên nó mặc định là ông chết, tôi lấy cái này tôi mặc định nó là mắt kiến. Em muốn phải nói chồng chị là làm cho em đẹp được, đẹp lắm em muốn cái gì cũng được hết đó. Ông chủ vẽ cái chân mày giống ông chủ á, vẽ hàm dâu giống ông chủ luôn cho nó cặp sinh đôi. Vẽ là đẹp đâu tới hàm dâu nè, trời con Chí Tài luôn rồi. Vẽ hội sao ra Chí Tài vậy cha? Cái gì? Vẽ hội sao ra Chí Tài vậy? Vẽ đi. Để điên có làm. Đó, tôi có cái quần như thế này. Đó, đẹp quá. Chấm chết lên tôi rồi. Trời ơi. Hỏi rồi. Dây cấn thì cái ông này không xuất hiện vậy trời. Ok. Ai vậy? Cái hai bước xuống ấy vậy nè, mày làm cái gì vậy? Ba cái đồ make up đi diễn của anh Tư mày để đâu? Dạ kia. Sao tự nhiên mày tới đây mày ngồi cho người ta vẽ vậy? Mấy người vô lương tâm lắm. Trời ơi, nó bị tâm thần mà. Trời ơi hả? Ủa thiệt gì? tâm thần. Người nào vẽ trên mặt nó? Ê vậy? Không đây. Cái gì vậy? Ba, trời ơi, chị thấy không? Mình nhìn hai cái mặt này y chang nhau là chị thấy không? Cái này là kêu nó về đi. Ba, ba, nó cắn một cái chết luôn. Chị nghe lời anh hai nè. Chị ơi, chị em là con chị ơi. Bình tĩnh, em nó bị khùng mà, em nó bị khùng mà. Đi về với anh Tư đi. Nó bị khùng. Đừng có lấy đồ anh Tư mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Em muốn học hóa trang á, anh Tư sẽ chỉ cho em. Thôi trả nè. À, hồi nãy anh vẽ cho nó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ dạ anh ngồi tôi vẽ anh lại. Anh sẽ nhìn hàng lông mày này rồi vẽ hàng lông mày y chang như vậy cho em. Dạ. Khỏi cần nhìn ở đằng trước luôn. Cái con kia nó khùng nó mới kéo lại cho nó vẽ cho nó, chứ ông này nó không khùng. Không, không vẽ, không vẽ đi. Không, cái đó là cái vấn đề là bà chị đánh giá vậy thôi, chứ nếu không khùng đâu có ngồi cho tôi vẽ. Hỏi đi về bé Hải ơi, về đi. Không, đi về đi, đi về. Trời ơi, trời ơi, coi ơi. Coi cái gì? Xin mời. Đây, 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 đây. Đứng kế nhau đó. Trời, hai cái mặt đẹp như một khuôn đúc ra. Thưa quý vị, vừa rồi là một câu chuyện, một cái tình huống rất là vui nhộn mà Hạ Anh trong vai một cô bác sĩ đến đây để khám bệnh cho gia đình này, nhưng mà cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng là cái Hạ Anh này mới là một cái bệnh nhân tâm thần do anh Hoài Linh anh cứu thoát. Như vậy có nghĩa là cái tình huống của chúng ta tạm thời khép lại tại đây. Xin cảm ơn cô bác sĩ xinh đẹp. Bây giờ gọi cô bác sĩ nghe nó kỳ kỳ, nó bị ngượng miệng phải không? Xinh đẹp anh hơi mệt mệt anh. Xinh đẹp đâu có ai có cái hàng lông mày mà hàm râu mà cái một ruồi mọc mất trật tự dữ vậy. Một tràng pháo tay to dành cho Hạ Anh cùng với danh hài Hoài Linh. Hạ Anh bây giờ theo chân anh Tư về nhà học make up lại nha. Khổ ghê lắm. Còn ông chủ quán bây giờ cũng có một cặp chân mày y như xăm vậy đó. Rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi. Buổi trưa đang đến dần. Thì có lẽ là chắc chắn sẽ có thêm một vị khách nữa đến với quán ăn của chúng ta. Nào, cả gia đình mình hãy chuẩn bị để chào đón vị khách buổi trưa. Bắt đầu. Chào cô. Dạ, em chào anh. Mời cô ngồi. Cô khỏe không? Tìm nhà dễ không? Em đi nhiều vòng suốt từ sáng giờ cũng khó tìm anh ạ. Dạ vâng. Nhưng mà cuối cùng cô cũng đã đến đây được. Dạ vâng. Cô cứ tự nhiên nha. Dạ vâng. Thật sự thì tôi đã nhận được cái giấy của cô. Trong đó có ghi là cô có nguyện vọng làm vú đúng không? Tôi biết mà, nhìn vô mặt cô là tôi biết là cô thích làm vú rồi. Cô đã khám sức khỏe chưa? Thử máu chưa? Và sức khỏe có ổn định không? Em có khám sức khỏe đầy đủ rồi ạ. Thế là vâng. Tốt rồi. Cô tên là Hải Yến đúng không? Dạ vâng. Rồi đây. Tôi nói cho cô nghe. Thật sự á thì tôi nói vậy thôi. Dạ. Chứ làm vú á cần lắm. Tôi cần những người có kinh nghiệm. Cô đã có lần nào làm vú ở đâu chưa? Có rồi ạ. Bởi vì là em biết là anh tuyển người có kinh nghiệm em mới đến. Rồi, cảm ơn cô. Thôi thì bây giờ bắt đầu mình vô cái phỏng vấn luôn nha. Dạ. Để tôi ghi. Hiện nay gia đình chúng tôi cần tuyển một bà vú để chăm sóc cho cậu ấm nhà này. Dạ vâng. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, cậu ấm nhà này á là con cầu con khẩn. Cho nên tính khí của cậu á thì nó rất là khó khăn. Dạ vâng. Chính vì vậy tôi mới hỏi cô là cô đã làm vú rồi. Dạ. Thì cô sẽ có kinh nghiệm hơn những người trẻ họ chưa có bao giờ làm vú. Vâng. Ông bà chủ tôi thì nói đúng ra cũng rất là khó. Thì em tưởng anh là chủ. Dạ không, tôi ở đợ. Ở đợ mà từ đây đến giờ là... Không, nói chung là ở đợ nhưng mà mình được giao trách nhiệm thì mình cũng phải làm cho ra vẻ chút xíu. Vâng. Chứ nói chung là cũng cài như con trâu vậy đó. Chứ không phải bình thường. Gia đình chúng tôi thì chỉ có hai người con thôi. Ông bà tôi có hai người con. Vâng. Thì cái điều mà tôi muốn hỏi cô, cái điều quan trọng nhất là gia đình cô là có cái gen là máu điên hay là bị chó cắn hay gì này nọ không? Nhà em không ạ, nhà em hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn. Tôi hỏi cô, nếu mà tình huống mà cô chơi với lại con nít mà lỡ như nó cắn cô thì cô sẽ xử lý như thế nào? Bình thường là em cắn lại đấy ạ. Nhưng mà vì là con nít nên là mình phải nhường. Chút xíu là tôi ghi là không, cắn không, lại em, rồi. Em nói bình thường chứ mà em vào đây là em biết em bị bất thường rồi. Báo với cô là như lương chúng ta thỏa thuận rồi, dạ. Là một tháng là cô 4 triệu, bao ăn ở luôn. Thôi thì làm việc ngay ngày hôm nay luôn nhé. Dạ vâng. Nha. Em cũng vậy rồi được rồi, để tôi vô tôi báo ông chủ bà chủ tôi ra. Dạ vâng. Ngồi đây vâng. Chờ chút xíu. Dạ, vâng. Uống nước đi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Có tuyển được người chưa? Dạ thưa ông chủ bà chủ. Dạ đây vú mới. Bây giờ công việc của con đã xong rồi. Bây giờ con xin phép vào trong. Đi đi. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn ạ. Nương tay nha. Nương tay. Thấy tình hình là có khá hơn bà chủ đó. Giỡn hoài. Chào cô. Dạ. Rất là mừng, dạ. Cô đã được người làm của tôi tuyển vào làm vú mới. Dạ vâng, em cũng mừng ạ. Dạ. Để mình ơi, mình là chắc mình phải cho thử việc quá hả mình hả? Thử việc chứ, đúng rồi, phải thử việc chứ. Vâng, mình thử mấy ngày ạ? Thử ngày hôm nay luôn ạ? Đúng rồi. Vâng. Mấy đứa nhỏ ra đây coi. Dạ con chào má. Rồi. Con chào ba. Con chào cô mới tới. Dạ ba má kêu con ra đây có chuyện gì không ạ? Đây giới thiệu với con, đây là vú mới. Dạ chào vú. Để chăm sóc cho con. Không phải, nhỏ này nó tự chăm sóc nó được. Vậy hả? Kia kìa. Tôi quên. Dạ kìa nè. Em con. Con dắt em ra. Không lạ. Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. Dạ vâng. Con trai út của tôi. Con trai út. Cô thấy vậy chứ nó mới có 3 tuổi à. Thật ra là nó không có nói nhiều được. Đúng rồi. Nó bữa nay là nói vậy là nhiều đó, thường thường là có sủa không à. Vú đó. Đây là vú. Mặt vú. Đi qua đây. Phải nói cho rõ ràng. Coi mặt vú. Đây, coi mặt. Chương. Hông. Vú hôn lại. Chưa trúng. Đã quá hả con? Hôn ba. Không chịu đi là con nghe. Thôi trời ơi. Con từ từ bình tĩnh, con nhìn vú hôn đây này. Hôn ba phải không? Dạ. Rồi thôi tránh ra đi. Tránh ra. Ứa nãy giờ rồi. Vú khạc nước quá. Đây. Đây. Uống nước. Bây giờ uống bình uống ly. Uống bằng nắp. Uống bằng nắp kìa. Trời ơi, ở nhà này ai phải chiều nó hết trơn. Uống bằng nắp nhưng mà uống mấy lần? Uống bằng nắp mà không biết đâu, uống bằng nắp. Sao con nhà chị là dễ hở vậy? Dễ lắm. Dễ nuôi. Trời sinh dễ nuôi luôn. Ngáp nước quá. Từ từ nha con. Cái gì cũng phải từ từ nha. Nước nóng mà phải thổi. Đổ hết rồi. Thấy nước từ từ để vú thổi cho. Cô nghe Vũ ơi, Vũ làm vậy là không có trả tiền lương đâu nha. Em nói anh chị nghe là anh chị bình tĩnh là sao? Nếu mà vú là như này không bao giờ được để trẻ nhỏ sờ với nước nóng đúng không? Nếu mà bỏng một cái có phải anh chị trách em đúng không? Nên là để em thổi cho bé uống còn hơn là thổi vô mặt của nó hết trơn rồi. Con bây giờ từ nãy giờ là vú thổi vô mặt con hả? Dính như mặt rồi. Thôi chết rồi, cho vú xin lỗi. Uống hết đi. Rồi bình tĩnh rồi. Không được. Ít coi nhảy vừa đút nước mới được. Thế mãi luôn, hát cũng được nữa. Vú chiều con. Bố mẹ có muốn ngồi xem không? Có chứ. Bố mẹ ngồi yên vị hai chỗ đi để em giải quyết bé này. Vú dậy cho con khiêu vú. Được chưa? Cái tay xuống đây. Chân phải đá ra này, đá ra. Ngoáy mông, ngoáy mông, ngoáy mông, ngoáy mông. Đưa mỏ đứa ta thương con, vì con dân mẹ đổ hết nước cho con. Má nhớ là con thích hát mấy cái bài mà cao cao á, mấy cái bài mà ở đâu trên Quảng 8 á. Bây giờ con có thích vú hát cái không vậy không? Hết. Hát dạ. Giọng bằng Kiều chứ đừng có hát giọng bằng. Bình thường con đi ngủ có ai ru con ngủ không? Có. Chị ru bài gì chị hát cho em nghe. Hay lắm. Chị phải hát bài cao đấy như chị. Đừng. Hay lắm. Thức suốt đêm, đừng thức suốt đêm. Không. Ru nói điếc mà nói vậy luôn á. Bỏ đi. Thôi bà đừng có ru nó điếc mà nó vậy luôn đó. Bởi vì mới cần tuyển vú về đặng ru cho nó bình thường trở lại. Để con giới thiệu cho. Rồi bài gì? Hay quá. Bậy rồi. Không phải con kêu không phải. Không. Cô giới thiệu tên bài hát. Bài gì vậy? Em đang nói là bài hát của Ý, cái câu cuối cùng. À, bài Ý à. Dạ. Rồi. D'Espagna sono la bella, resonanza dell'amor. Tu dimetti con una stella, stella di vivo splendor. D'Espagna sono la bella, resonanza dell'amor. Tu dimetti con una stella, stella di vivo splendor. Hay lắm. Em nghĩ là cái này là hương vú quá. Hương Lào Hải Cắn. Cắn thật nguy hiểm luôn. Chữa kìa. Tới giờ cho em bú rồi. Đây này. Vú cho em bú vú. Không biết cái này của mẹ. Thôi bây giờ á, không phải của mẹ hay là của vú gì hết á. Bây giờ vú cứ nằm xuống đây. Đó. Mẹ cứ kẹp nhất là. Đó. Vú này nó thích kẹp đó nha. Đúng. Bắt con đó nha. Ông này vô hết vui rồi. Nghỉ. Em đứng lên đây. Hết vui rồi. Ông này vô hết vui rồi. Mấy người làm gì kỳ cục vậy? Đó. Để thử việc. Thử việc cái gì? Tôi nói thiệt với mấy người á, đây là người yêu của tôi. Tụi tôi muốn ở gần nhau. Tôi làm việc với ông bà chủ bao nhiêu năm rồi. Biết bao nhiêu người vô trong nhà này ở, bị hành hạ, bị ông bà chửi bới. Tìm hết chuyện này tới chuyện kia. Bây giờ tôi nói cho ông bà biết. Ở với ông bà hả? Tôi cũng bực bội dữ lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ đào tạo người yêu tôi làm ca sĩ nổi tiếng. Đi hát, không cần ở đợi cho ông bà nữa. Đi em. Trời ơi, nãy giờ tôi có lớn tiếng tôi chửi ai tiếng nào đâu trời, mà vô nói tôi chửi người ta. Đúng rồi, tại ba mẹ vú ngày rồi mai mướn bà vú khác con đi, bà vú này chơi vui. Xin chào gia đình, hôm nay là mình đã tuyển nhân viên, tuyển một bà vú đúng không? Mà bởi vì gia đình mình cũng nghiệt ngã quá, đưa ra những cái thử thách khó quá, thử việc người ta làm sao mà người ta có thể đáp ứng được nhu cầu chứ. Nào mời bà vú Hải Yến đây nào. Vàng ơi, hôm nay đẹp trai quá. Thầy là chắc ở dưới Đồng Bằng lên đây à, vài người trên buôn này. Vào đây. Đi qua. Tôi thấy thầy là tôi thấy ưng cái bụng rồi. Rồi đây ông chú hát một bài tặng cho thầy giao. Hôm nay muốn ăn gì xin kêu nó ra đi. Hồi qua Tiếu Lâm xin mời, chào mừng quý khách tới đây. Bài hát hay quá trời luôn. Hay lắm. Quý thầy Lâm. Thầy hả? Thầy Giao ở trên Đồng Bằng lên miền núi dạy cho tôi học biết được cây chừ. Tôi thấy là tôi thích rồi, tôi ưng cái buôn lắm. Nè thôi, cái buôn tôi là hiếu khách lắm. Dạ. Tới đây là mời ăn liền. Dạ. Nè, vô lấy món là nay mà. Tới nghe quan Tiêu Lâm tôi là mừng lắm. Hôm nay đại món gì? Món gì đây? Món đặc sản. Cơm làng. Không, món đặc sản ở ngay quan Tiếu Lâm này. Món cu. Cái món gì mà ghê vậy? Món cu. Nè, hứa là phải có cái món đó nha. Không có nha, là không ăn nha. Nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? Món cu. À, món hôm qua là món cu đó. Món cu đã ăn lại rồi, món cu. Món đặc sản hôm qua hả? Đời chút. Lấy đây. Quy thầy giao qua. Lấy Cường qua. Lẹ đi là Đạt ơi. Đặc sản. Lẹ đi. Đặc sản của quan cu. Ngon quá. Nói cho thầy nghe đây là món gì? Đây nè. Thầy giao. Đây người ta ở làng này người ta gọi món này là món gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Ở trên này nó gọi thôi, ở dưới miền đồng bằng nó gọi là gà tắm nắng. Không tắm đâu, con đây là đặc sản ở quán này là gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Chàng hàng. Đi hai hàng. Không phải. Chàng hàng. Ăn một miếng gà. Chàng cái hàng gà. Mời thầy giáo ăn. Thầy giáo ra đây. Ra đây. Thầy giáo quý lắm, theo một miếng gà. Nghe đi gà tương quá. Ăn miếng gì trước vậy? Thích ăn cái nào? Đây cái này nè. Đây cái phâu câu à, ngon à. Con ăn phải không? Ăn đây. Rồi, ăn một miếng. Ăn. Ngon mà. Chan lên chút xíu. À, một miếng thôi. Cứ ăn tiếp tục đi. Từ từ. Còn nhiều mà. Cầm miếng ăn đi. Còn nguyên con gà, ăn hết nguyên con gà. Càng cho sạc cái hang luôn. Ăn nó càng le thì càng chết. Quy Lâm mới đại đặc sản. Quy Lâm đâu á, trên này không ai ăn đâu. Thầy giáo vui quá. Vui quá, mà vui thầy trẻ tuổi. Tôi ưng cái bụng. Hello, được chàng hàng vui quá. Thầy cũng có thước tất, cũng có hạn lắm. Mà để mà ăn chàng hãng nó còn gì nữa đâu. Được, xuống ngay cái bạn này là chơi hết ga hết xô. Cô dơi hang á. Cô dơi hang. Hai miếng. Rồi. Ăn đi. Ba miếng. Đừng nghe nó không được dùng dịch á. Không có dùng nhiệt ha. Không dùng nhiệt. Có khi nào bị tẹt không? Không bao giờ tẹt. Ăn đi nghe. Bây giờ có cách nào mà nó thu gọn cái hái chân lại không? Không có thể nào á. Bây giờ là vô cái bàn cái làng này là phải theo cái luật lệ của cái bàn cái làng này. Cái kẹo bên kia đi. Dẻo lắm, thầy là dẻo lắm, tôi biết thầy mà. Thầy là múa giỏi lắm đâu. Không có. Có, thầy múa giỏi lắm. Thôi ăn đi qua, thầy miếng rồi đi. Thôi đừng có kéo quá, nó thích nó tét thiệt. Rồi kéo đi. Ăn cho hết, cầm cái này là ăn cho hết. Ăn hết đi, rồi bắt đầu hết đó. Ăn miếng da đi cho nó. Rồi luôn. Rồi kéo đi, rồi sao? Rồi hay quá. Chàng hang rồi. Hay quá, chàng hang rồi. Rồi, đỡ thầy giáo lên. Trời ơi, thầy giỏi quá. Quý thầy quá. Giỏi lắm. Rồi. Thầy ơi, lên chơi một vài ngày đi, đừng có về sớm. Dạ thôi. Để tụi tôi sẽ chỉ thầy nhiều cái phong tục ở trên buôn này. Đó, có ai gọi kìa. Bà chủ. Bà chủ làm cái gì vậy? Giang ơi. Chuyện gì? À, thằng Giang nó chạy xô rồi. Thằng Giang hả? Mày tào lao quá. Giang ơi, em vui. Thằng Giang chạy xô rồi. Thằng Giang. À, kêu thằng Giang à? Giang ơi! Trời ơi! Con... Hùng tin! Hùng tin gì? Là có một người giả danh thầy giáo để mà đi lừa gạt dân làng của mình. Cái gì? Ai vậy? Một người thầy giáo mà người ta tả thằng này nó nhỏ xíu như con chuột vậy đó. Sao thi Dung? Giang ơi! Nó chạy Giang nữa hả? Thằng này đôn nguyên á. Thằng này đôn. Thằng đôn. Em xin đòi. Em không phải tên Giang. Nhưng mà thằng Giang cái tướng lùng giống như mà thằng Đôn. Mày có cho tôi không? Trời ơi. Trời. Chị đi đâu vậy chị? Em tìm chị bấy lâu nay. Chị em nhớ chị lắm luôn á. Từ xưa giờ chị em mình thất lạc á. Má em kêu em phải lên Buôn Lạc tìm chị nè. Bây giờ là em gặp được chị em mừng ghê lắm á. Chị về với em nha chị. Tao không có thằng em nào mà xấu như mày vậy chứ. Vậy là sao? Đó là cái thằng mà người ta cảnh cáo á là lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo đó. Đâu xuống đây. Cái gì? Phải không? Không. Đúng như vậy không? Con nói với nhà con có lừa đảo, con nói rồi là con bị mất người chị này nè. Con lên đây con tìm chị của con đâu có lừa đảo gì đâu. Còn vàng với anh này kêu con là thầy không mà. Được rồi. Mày muốn chứng minh ra là thầy là người tốt, thầy là thầy giáo thiệt, là thầy phải thông minh. Bây giờ đố thầy, nếu thầy trả lời được tôi sẽ chấp nhận thầy là thầy, còn không tôi sẽ bắt thầy đi tế thần. Thấy chưa? Trời, thôi vàng ơi, thần không ưa con đâu. Tế nó con thần không ưa mà tao ưa. Ở đây ông này không phải là Giang, ông này không phải là Giang, đây là hơi ta là cái gì? Là hơi tài, hơi chí tài. Dân tộc là phải có hơ vô, đâu chứ hơ vô hơi tài. Hơi tài đi. Hơi tài nghe tôi ký ba đừng tập trung đồng nào đây, thầy nghe nghe hả? Đồng nào đó, đồng não hả? Đồng cái não nè, mày không nghe được tiếng này nè, là vậy nè, cái não ở trong đây nè, động nè đó đó. Động vậy á hả? Động não hả? Bữa nay ai quên tôi hết vậy trời. Động não. Con biết rồi, cái não á. Con biết rồi, động não con biết rồi. Nói chuyện mình mệt quá rồi. Nghe tôi ký nha. Trên một chiếc tàu có 50 con cô. Con gì? Con cô. Cái con trắng trắng nó hiền nó con cừu á. Con cừu. Được rồi, có 50 con cừu. Con cừu chạy một cái trạm ngừng lại, có 10 con trù khác đưa lên. Chạy một trạm nữa, có 5 con trù đi xuống. Chạy một trạm nữa, 10 con trù đi lên. Tao đố mày, cái thằng thuyền trưởng nó tên gì? Chữ tên tên gì? Cái tên gì nè? 1, 2, 3 hả? Cô cái con khì mày. Tào lao. Tao bay tầm ba. Bây giờ tào lao mày, tào lao. Thằng thuyền trưởng đó. Mày kêu cái gì? Tật lắc. Thằng thuyền trưởng nó kệ mẹ nó đi. Vậy thằng này là thằng lừa đảo rồi. Lừa đảo rồi. Lấy con nhà, lấy con rửa đây, lấy con rửa đây. Lấy cái ghế, lấy cái rửa. Phạm cả bà nội mày. Sao đi ra đường không mặc quần? Mày mặc quần để mày che cái gì? Vậy cho tao mặc cái gì mày có thấy gì không? Chứ mày làm khó. Đúng rồi. Mày quần dài cũng vậy, quần ngắn cũng vậy, tao bằng cái quần cục đó cũng vậy rồi. Anh có nó kỳ quá. Có cái gì đâu mà kỳ, mày trắng bằng tao không? Khỏi sức kem cũng trắng nè. Tắm bùn không mà trắng nè. Ở đây ha. Tắm sình á. Còn qua đây làm cái gì? Qua đây có chuyện à. Bắt thằng này là thằng này lừa đảo. Nó đây lừa đảo. Không phải đâu, con có lừa đảo. Con đâu phải thầy giáo đâu con. Nó nói mày lừa đảo rồi nào. Nó nói mày lừa đảo. Mày lừa con nào vậy? Con đâu có lừa con nào đâu. Nó không có lừa con nào. Tại sao mày nói nó lừa đảo? Lừa đảo. Ngu. Ở đây trên núi đâu phải dưới biển đâu mà đi lừa đảo. Trời ơi. Ông ơi. Ở trên núi á thì mình phải biết trên núi thôi. Trên núi mày biết dưới biển làm gì mà nói nó đi lừa đảo. Mày ngu quá. Thằng này đang lừa gạt. Cái gì? Lừa gạt. Thằng này nó lừa gì? Tao này thôi ai mày nói. Mày bước tới đây. Mày nói nó lừa gì? Lừa gạt. Lừa gạt. Nó lừa gì? Lừa gạt. Lừa gạt? Dạ. Ba nấu cha mày thịt nai đâu? Chỉ có con nai mới có gạt. Trời ơi. Con bò nó gọi là cái sừng, con nai gọi là cái gạt. Giờ thịt nai đâu? Không có nai sao kêu nó lừa gạt. Tao kêu mà nó lừa bịp rồi không nói. Ông này nói lừa bịp, ông này nói lừa bịp. Con bịp, ông hỏi con bịp đâu bây giờ? Con này con gì? Con gà. Con gà mà sao mày kêu con bịp? Trời ơi. Nó đi. Nó đi lừa người ta là đi nói xạo với người ta để nó lấy. Nó nói xạo cái gì? Nói cho ta biết là ta phân xử. Nó không phải thầy giáo, gửi vô đây nó nói nó là thầy giáo. Tại sao mày biết nó không phải thầy giáo? Thầy giáo nào đi ra đường cũng mang bảng thầy giáo hả? Nó không có trả lời được câu hỏi ở đây là nó không phải thầy giáo. Tụi bay hỏi cái gì mà nó không trả lời được? Hỏi gì? Đố nó trên con tàu nó mới đâm cho con cu. Rồi sao nữa? Nó đi một chặng rồi 10 con lên. Nó chặng nữa 5 con xuống. Nó chặng nữa 10 con lên. Nó đố thằng thuyền trưởng tên gì nó không biết. Ồ đúng rồi, mày không biết là bậy rồi. Bậy bà đó. Đúng rồi, nói vậy là kiến thức nó không rộng. Sai. Vậy bây giờ tao hỏi mày nữa, mày trả lời được không? Đố đi. Bây giờ ở trên núi có một con bìm bịp. Rồi con bìm bịp đó bị bắn chết, ngâm rượu. Rồi xong rồi thêm một con bìm bịp nữa bay tới kiếm con bìm bịp kìa. Kiếm con bìm bịp kìa. Rồi không thấy con bìm bịp kia, con bìm bịp này nó tự giận nó chết. Người ta lụm, người ta về người ta ngâm rượu. Rồi tiếp theo nữa một bầy bìm bịp tới kiếm hai con bìm bịp kia. Tao hỏi mày mấy con bìm bịp đó nó ở cái rừng nào? Trời ơi mày điên nè. Tô tào lao đâu đây? Tào lao. Tao bài tao bà. Đây là người thầy mà tao dẫn về đây để hướng dẫn cho trẻ em trong buôn là ăn rồi đó tụi bay cứ chặt rừng chặt rẫy. Bây giờ thời buổi nó tân tiến rồi. Trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều cũng sống được. Đâu có nhất thiết phải đi phá rừng, phá rẫy rồi bắn thú, bắn chim. Ngày xưa cái gì? Ngày xưa thằng này là cái thằng giết thú nhiều nhất. Giết thú gì? Giết thú gì? Tôi giết thú gì? Cá. Đi bắn gì? Tôi bắn đi nha nhau vô. Tôi giết con gì mà ông nói tôi giết? Bắn thú. Hả? Nói ra là muốn chảy nước mắt. Cái gì? Tao hỏi mày, khi nó có dòng họ gì với mày, có thù hằn với dòng họ mày không? Ngày nào mày cũng vô rừng mà mày bắn khỉ. Tôi bắn khỉ hồi nào? Ông nói tôi không hiểu đây là con gì? Cậu tôi đi vô rừng bắn khỉ hồi nào? Mày là lúc nào cũng ủng hộ chồng mày bắn khỉ nè. Biết bao nhiêu con khỉ chết vì gia đình mày. Bây giờ nó cứ bắn thú rừng, chặt phá cây rừng, rồi là hủy hại môi trường. Bây giờ ta đưa thầy giáo lên đây để cho thầy giáo dạy cho học trò, dạy cho con trẻ buôn làng biết từ nay trở đi không có chặt cây phá rừng, không có bắn thú uy hiếp nữa, để mình bảo vệ cái môi trường của mình. Lên đây còn nói thầy lường gạt. Tao sáng một tay cho lường gạt. Tao tinh linh mà ở trên tao cứ nghe Giang ơi hoài. Con này tao lao xí đu thôi, đi về thầy. Làm mất mặt tôi quá trời quá đất rồi. Bây giờ thì quan mình sao? Hết giờ phục vụ. Rồi hết giờ phục vụ. Vô đây. Anh mời em, anh bắt buộc em vậy. Bước vô. Tiểu thư, vô nhà đi Tiểu thư. Buông ra. Tiểu thư. Buông ra. Tiểu thư mau vô nhà đi. Tự chết ra. Cười cái gì? Gì? Quan sát không chịu coi, bỏ nhà đi theo ta như vậy đó. Ê, bậy nha. Em là kỵ nhất cái chữ mê trai nha. Em không có mê trai, cái quán này của em đúng. Ủa em thuê quản lý mà. Ủa mày quản lý làm chi rồi mày để người ta vô nên ta chửi hả mày? Tiểu thư không nhớ gì hết luôn hả? Đây là sao? Cha của tiểu thư nè. Đó là cha của con nè. Ủa? Cha hả? Trời ơi cha ơi. Trời ơi hồi xưa cha đẹp lắm mà. Cha của con không phải vậy. Cha của con mặc không có xệ. Má cha con xanh lắm. Cha con rất là săn chứ má của cha con không có sệ. Tiểu thư của tôi bị bấn loạn rồi. Tiểu thư không nhớ gì hết sao? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Rớt cái nơ. Tiểu thư sẽ gợi nhớ lại những cái ký ức của tiểu thư Tiểu thư có nhớ đôi dép của Tư thường hay mang ở nhà không? Lấy đôi dép cho Tiểu thư, lại lên. Khoan hả? Hai người này sao vậy ta? Tiểu thư ăn vô. Trời ơi, đôi dép này của cháu tôi mà. Tôi không nhớ gì hết sao? Đâu phải của tôi. Mang vô đi, mang vô đi mới nhớ. Mang vô đi con. Ở nó nghe nè, cái trò này cũng vui vui. Mang vô. Mang lại đi, vậy từ từ nhớ lại thôi mà. Nghĩ. 20 vòng. Xa tôi ra nha. Xa tôi ra nha. À, lần gần tôi là ăn đôi dép rồi đáng chịu á. Hồi xưa á, mày đứng ở đây. Dạ. Mày ra đây. Gì tiểu thư? Mày kêu tao là tiểu thư đúng không? Dạ. Nè, ngày xưa là mang đôi dép này đi giống vậy phải không? Dạ đúng rồi. Mày cũng xạo. Ôi trời ơi. Con ta là kêu mương đánh thiệt. Cuộc đời của tao rồi chưa giờ tao mang đôi dép mà tôi kiểu này thấy không? Hình như nhớ con Mán là có mang đôi dép này thì phải. Mà không phải đi kiểu mày mà đi kiểu này nè. À đúng rồi, Tiểu Thư nhớ lại rồi. Tiểu Thư nhớ lại rồi. Hay quá. Hồi xưa Tiểu Thư còn có chơi trò này nữa. Còn nữa con. Đôi dép như là đây. Để đôi dép mang vô chứ. Tiểu Thư à, Tiểu Thư nhớ trò chơi hồi xưa Tiểu Thư không? À vậy vậy vậy. Vậy vậy. Mang vô. Nó nghe nè. Cái này phải buộc lại té đó. Mày thử thách tao chứ gì? Tao nói cho mày biết cuộc đời này hiếm mà ai thử thách tao được gì. Xích ra đây chút xíu. Mày xa tao lại chút xíu nha. Chứ là gần bị giảm nữa. Hay lắm. Bây giờ mày muốn nhảy nhiều cái à. Tùy theo con khoảng 100 cái đi. Mà nếu con nhảy được thì phải thưởng cho tôi cái gì. Được rồi. Nó nghe nha, tôi đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, thưởng cho con đồ ăn. Con muốn ăn cái gì có đó. Ở cung đình hội quán Thiếu Lập này đầy đủ hết. Bắt đầu. Dướng cái áo này nó khó chịu quá. Áo của Tiểu Thư lên. Trời ơi khổ quá. Áo này trở ngại. Không thôi là tôi có mặc cái quần ở trong quá trời. Thằng này quên qua đây đây coi. Trời. Không phải được. Dép còn phải nói trước. Bắt đầu. 1, 2, 3. Nhảy. Ôi nó trông vậy đủ rồi. Đúng là Tiểu Thư rồi ông chủ ơi. Không. Chưa đâu. Cái gì vậy? Đỡ Tiểu... Con ơi! Đúng là Tiểu Thư rồi! Nghe nè! Thả xuống! Thả gì vậy chứ cụ? Người ta đang sang chảnh gì đâu! Nó dép lên cá Tiểu Thư! Đúng là Tiểu Thư rồi! Nghe không? Ông chủ nhớ Tiểu Thư nhiều lắm! Ta nhớ còn lắm! Con có biết không? Từ hồi con đi bây giờ trong nhà này không có một cái vũ công nào mà múa cái điệu múa của con mà cho ta hài lòng hết trơn đó! Bây giờ con hãy múa lại cái vũ điệu cho cha coi được không? Đúng rồi, hồi đó Tiểu Thư hay có màn múa dây đó. Múa dây mà ông chủ thích lắm. Đúng đây rồi. Có dây sẵn nè. Đây có dây nè con. Con lại con múa đi. Tiểu Thư em nhớ lại đi, hồi ức lại hồi xưa đi. Nghe là cho uống miếng nước được không? Rồi. Đi nước gì thôi. Tiểu Thư à, Tiểu Thư bây giờ mệt lắm. Cứ đi vô người nói là cha, người kêu tôi là Tiểu Thư, thiệt sự tôi chẳng biết cái gì. Đúng rồi. Ủa tôi đi chơi có 1 tháng tôi đi du lịch thôi mà tự nhiên uống nước được. Uống đi, nước này uống được. Ổn. Đã lo Tiểu Thư hết rồi. Đây. Bây giờ con là con múa cái gì? Cái điệu múa dây cho cha coi đi. Làm tôi hoang mang quá ta. Không có hoang mang gì đâu. Không có hoang mang cái mặt của ông á. Sao? Kỳ quá à, cha gì kỳ quá à. Trời ơi, Tiểu Thư bị bấn loạn rồi. Con nhớ gì sao? Lại đây con. Qua đây. Tôi cho mất tiêu bán nhà hay sao? Hai người này vô đây rồi. Tiểu Thư đứng. Làm náo loạn đây vậy. Đứng đây. Thử thách nữa hả? Đứng trên đây múa dây, vừa múa vừa hát luôn cái bài hồi xưa Tiểu Thư hay hát đó. Bên đu dây. Đó là. Khi xưa đời ta bé ta chơi đu dây, đời ta chơi bắn súng đu dây, đời đâu mà đi bắt quân ta về, ai chịu ngang giờ súng dây em. Bang bang. Ai bắt em. Bang bang. Em ngã chết rồi. Bang bang. Là con của cha rồi. Cha đỡ xuống. Con con đu dây nè rồi con. Rồi hay quá, gia đình sum họp rồi. Ủa đi gia đình. Chồng ơi chồng. Sao? Chồng ơi nghe nói là con gái mình về rồi. Đây nè con về rồi. Sao nó nhìn mình kỳ vậy ta? Ủa mụ nào diêm dúa vậy? Mẹ con. Là mẹ con. Con không nhớ là mẹ. Không nhìn ra sao? Mất loạn rồi. Chết rồi. Bà chủ của ta bị điên rồi. Nhớ bà chủ. Con không nhớ mẹ hả? Vậy mẹ nói sao cho con nhớ mẹ là mẹ đi. Đây nè. Hồi xưa con có một cái trò chơi rất là biến thái. Để mẹ nhắc cho con nhớ. Ông chủ còn nhớ không? Đây nè, gì đó. Tôi nhớ rồi. Đó là con lè lưỡi liếm lỗ tai đó. Trời ơi. Trời ơi. Sao được ông chủ? Cha lè lưỡi liếm lỗ tai, cha lè được không? À. Ở đây tao lộn, đúng không? Lè lưỡi liếm con mắt. Trời ơi. Cha lè được không? Cái gì vậy? Tao quên rồi. Thôi để mẹ con nói thử coi. Con có một cái trò chơi rất là biến thái. Đó là con giơ cái cùi chỏ con lên rồi con lè lưỡi ra con liếm cái cùi chỏ con nó. Bây giờ con làm đi. Sai hết rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Sai hết rồi. Sao sai con? Cái trò ngày xưa mà con thích thú nhất á. Là sao? Là con đè chó con cắn. Trời ơi. Cái trò đó con mê dữ lắm. Bởi vì mấy con chó mà nó thấy con ngoài đường nó trỏ chạy xa luôn á. Rồi mà liếm cùi trỏ. Trời ơi đúng rồi. Miễn Thư vậy. Con là con rồi. Con ơi, con phải ăn đi, chả nhớ con ăn rất là nhiều. Con ăn hết luôn. Cha bậy rồi, hồi nhỏ con ăn ít lắm á, tại vì con sâu mập. Không. Cha là không nhớ chân trời. Cha nhớ mà, con ăn. Cha nhớ sai, cha mới là ăn nhiều đó. Không, cha không ăn đâu. Mập cha ăn nhiều. Đây nè. Nói, đây nè, để mẹ nói con nghe. Hồi nhỏ con ăn rất nhiều nhưng mà bây giờ con đi xa. Con đi lâu ngày rồi chắc là đói bụng rồi. Thôi ăn đi con lấy đâu con. Cả nhà mình ăn luôn cũng được. Thôi ăn đi. Cả nhà mình ăn đi. Con bước ra đường là con đến đâu con cũng có ăn cho mày ăn đi. Ăn đi con ơi. Ăn đi. Ăn đi. Uống nước đâu con, uống nước đâu. Nước tao không ngưng. Uống nước đâu. Ăn không? Rồi uống nước vô. Ăn đi. Rồi ăn nữa đi con. Ăn uống nước. Gì vậy? Từ từ. Rồi con khác đi, con này con ăn nữa. Ngon lắm. Không. Cha ăn hoài à. Con là con phải ăn hết cái dĩa này mới được. Không. Ok. Ba. Con mới là con gái của ba nè. Tuy là con mới đi xa, con về con thay đổi rất là nhiều. À, xin lỗi nha anh nói tiếng. Con tát một cái là cái bông qua nó đụng vô hết nha giờ cái con kia. Nè, nha. Hồi nãy tôi vô đây tự nhiên ông này nhận tôi làm con chứ tôi không có nhận ông làm cha. Còn đây nhận tôi làm mẹ thì còn có nghĩa là bà đẹp. Còn này thấy gốm không thể nào làm cha tôi được. Ủa vậy thì sao nãy giờ ăn uống nói chuyện rồi làm đủ thứ trong nhà của tôi hết? Cái đó là tại ổng không quét mà. Ông chủ. Bây giờ sao người lạ thì ba phải sao? Ba phải đuổi hay là con gái? Đại thảo hả? Người lạ thì phải đẩy ăn bánh bao. Nè, em không ăn nha. Ba ăn bánh bao. Người lạ thì ba ăn bánh bao. Ở đây tiếp anh nồng hậu lắm. Lát giả thằng Phách hả? Nè, tôi nói cho biết trước nha. Cái này á không phải là giả mạo. Tôi có giả mạo đâu. Ông này không kêu tôi là cha. Ông nhận tôi là cha. Còn cô á, cô vô cô nói cô là con ổng thì cô ăn đấy. Ông này khách quý, ở đây khách quý là đại bánh bao. Ăn bánh bao. Tôi nói nhiều quá, giả mạo là ăn hết. Nè, ăn thì tụi tôi nói tôi ăn nha. Ăn. Đâu đó. Rồi. Cha. Mỗi lần như ông tới bất tử vậy. Ai nói vậy? Ông là ai? Thì ra bao nhiêu năm nay người chưa quên được hận thù đó. Hận thù gì? Từ lúc người lấy cô ấy làm vợ, sao ta đau khổ, ta buồn bã, ta đi lấy vợ khác, ta sanh được một đứa con như vậy. Hai cha con ta đẹp đều. Bây giờ ông lại nhận nó là con của ông sao? Ông còn nhớ ngày xưa tôi với ông là bạn thân. Tôi còn nhớ lúc đó hai anh em mình có nhiều trò chơi vui lắm. Cha đúng rồi. Cha trả thù giùm con. kỷ niệm ngày xưa đây. Đúng kỷ niệm ngày xưa đây. Cùng cái dây này, ngày xưa ông đã bài cho tôi đu đó, nhớ không? Ông còn nhớ không? Đu lại đi, đu lại cho tôi coi đi. Ông có lộn người không? Làm sao lộn được? Nó một rồi đó. Nó một rồi đó. Đu lên đi, né ra chỗ khác đi. Có gì một mình nó lãnh thôi. Né ra bên kia. Có được không vậy? Được hay không đó là chuyện của ông, nhà ông treo đâu phải nhà tôi. Đu lại đi. Lúc đó ông đu hình như tôi có đung đưa nữa. Đu lên đi. Ôi ơi, đu đi. Đu mạnh lên nè. Hey. À, mẹ ta chơi, đôi ta chơi, trời trời. Ông nhớ chưa? Nhớ rồi, hay tôi với ông cùng đu đi. Được, được. Ông đu trước đi. Nói gì thì nói. Tôi biết cô ấy nay đã là vợ ông. Tôi cũng không biết nói gì hơn là chúc mừng ông. Hai ta bây giờ có hai gia đình, rồi cũng có con cái đề quê. Để mừng ngày gặp gỡ hôm nay, dù nó hơi nghịch cảnh một chút. Ăn đi. Hải, con tao hả mày? Như vậy là cuối cùng mà nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải cứu được cho cô con gái Cát Phượng của mình khỏi cái gia đình rất là nhiều cái trò này. Gia đình này đưa ra rất nhiều thử thách cho cô con gái Cát Phượng, bắt phải đu dây, bắt phải nhảy nhót, bắt phải ăn bánh đủ thứ hết. Chị Phượng ơi, nãy ăn hết mấy cái vậy? 3 cái. 3 cái. No chưa? Chưa. Buổi sáng mà quất 3 cái bánh bao vậy là no tới chiều luôn. Ôi, đúng không? Mà không nhưng khó nuốt quá, nhưng mà phải nuốt. Rồi còn cái đu dây thì sao, có quá khó với chị không? Không. Không khó gì. Quen rồi. Như vậy là đối với chị Cát Phượng là phải tăng đô lên. Không phải, bởi vì cái cô gái này rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, thành ra mấy cái trò này nè không có làm gì được người ta hết trơn trọi á. Mà đã vậy có thêm ông thần linh này xuất hiện nữa. Nói chơi nãy cũng sợ lắm, sợ nó sập, nhưng mà mình chỉ muốn là không muốn cho tâm thấy cái sợ của chị. Chị cố gắng, bởi vì học cái điều đó ở Hoài Linh. Như vậy là chúng ta đã có những thử thách thật là vui cùng với... Chào mừng anh đến hội quán Tiếu Lâm. Dạ, dạ, xin chào anh. Hùng Vũ. Dạ. Dạ, mời quý khách. Hân Anh được phục vụ quý khách. Dạ. 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 Đây là giai đoạn đầu tiên. Tới hội quán phải phục vụ vệ sinh. Dạ, sau đó lau nhẹ. Không sao. Dạ, được dạ. Mà đẹp đẹp hơn rồi đó. Dạ, nó tinh tế quá. Dạ. Cái phục vụ nó tinh tế quá. Phục vụ như vậy. Dạ. Thuận lòng khách đến, vui lòng khách đi. Dạ. Dạ, thưa ông Vũ, giai đoạn vệ sinh đã xong. Sở dĩ mà chúng tôi phục vụ ân cần, dạ, và chu đáo, dạ, cho tất cả bệnh nhân ở tới đây, dạ, là thì chúng tôi là người ở căng tin bệnh viện phục vụ cho họ. Bởi vì họ là ai? Nói. Dạ, bởi vì họ là người nhện. Họ là người nhện. Tầm bậy tầm bạ. Họ là ai? Họ là người nhộng. Họ là người nhộng. Chứ họ là ai? Họ là người bệnh. Người bệnh. Nói lại, họ là ai? Họ là người tiện. Họ là người tiện. Khó tài rồi. Cái gì vậy? Khổ quá. Đây. Dạ. Hôm nay muốn ăn gì? Chờ kêu Vũ với ông Vũ. Dạ. Xin cứ nói ra đi. Hey. Hội quán Tiếu Lâm xin mời. Hey. Xin chào mừng anh đến đây. Hey. Hey. Về lại, về lại. Quá sung ông chủ. Quá sung chủ. Trở lại. Vị khách này vui quá, vui tính nè. Dạ, mời anh. Dạ. Thoải mái, anh cứ thoải mái. Dạ, anh thoải mái lắm. Thoải mái thì show à. Dạ. Thoải mái đi. Không dạ. Gì hết. Rồi giờ mình làm cái gì nữa? Bây giờ dạ. Thực đơn. Ở đây chúng tôi phục vụ buổi sáng. Dạ. Còn có những món như là lẩu bò, lẩu dê, lẩu mực, dạ, lẩu đầu voi, cánh kiến chiên bơ. Trời dạ, trời. Anh muốn ăn món nào? Ăn món gì? Dạ, ăn xương sáo, xương xăm, xương sao hột lựu, nước dừa, dầu chuối. Mấy cái món nó ăn cái mùa hè này nó mát cái người. Giờ cho ăn gì không chú? Được. Nếu anh thích tôi sẽ dạ. Chiều. Đem tô hủ tiếu ở đây. Dạ. Vậy thôi cho em thêm miếng sa tế nha, tại vì nó cay cay ăn nó đã. Được, được hết, đã phục vụ xong hết rồi. Đây là hủ tiếu chay. Châu Châu à. Dạ. Ăn đi, ngon lắm. Nhưng mà có quy định ăn gì là khách tới đây ăn là ăn cái tô hủ tiếu này trong vòng 30 giây thôi. Nếu mà ăn không hết tô hủ tiếu này trong 30 giây thì sẽ có chế độ săn sóc đặc biệt. Hiểu chứ hả bạn hả? À là bây giờ mình bắt đầu mình đếm giờ chứ. Bắt đầu, thời gian bắt đầu ăn. Mọi người, 5, 9, 7, 8, 9, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ, vô chế độ đặc biệt. Ông chủ. Ê cái gì vậy? Từ từ nuốt, từ từ. Ngon. Một hầm nữa. Chắc thôi. Nó ngon. Nó ngon. Rồi cái gì? Nói cái gì vậy? Nói gì cũng ghê hết. À nói hai mình là hai thằng trai, đẹp trai. Nhai đi. Có hài lòng về cái món này không? Ngon. Bây giờ mình ăn sáng xong rồi, mình phải ăn tráng miệng chứ, đúng không? Món tráng miệng luôn hả ông chủ? Cái gì vậy? Này nước ngon quá, cái cách mà mình ăn nó cũng ngon. Cảm á. Ủa miếng nước không? Được, không sao. Nước nãy ông chủ rửa chân đó mà. Cái gì vậy? Giỡn chơi. Giỡn như vậy người ta sợ. Giỡn chơi. Đi, món bánh ướt xin bắt đầu. Đó, cái bánh nè, xong bị ướt. Rồi ăn bánh ướt. Cái này kêu là bánh ướt. Mà nước chai không có chả. Ăn đi, bánh này tốt lắm. Cảm giác sao? Ngon lắm đúng không? Cách này vui nè. Thôi đi đủ rồi ha. Rồi bây giờ tập thể dục cho nó mau tiêu ông chủ. Đúng rồi. Phụ con, lẹ lên. Bắt đầu. Mang nhảy. Cái gì vậy? Cái gì vậy con chủ? Con làm cái gì vậy? Ba. Cái gì? Bà gì? Bà tao cho nghỉ việc rồi. Bà nào? Bà đâu có đây đâu. Bà. Đây là bạn trai của con nè. Anh yêu. Con là bạn trai của cô. Cái gì? Bà. Ra cậu là cái người mà con Linh nó hay thường nhắc với tôi đó hả? Bà không biết có nhắc nhiều không nữa. Bác kể con nghe. Không sao. Nè em nói nè. Trời ơi, tại sao anh nằm bệnh viện mà không nói cho em thăm? Hồi xưa hả em nằm bệnh viện hả? Anh yêu em dễ sợ luôn. Em kêu cái gì anh cũng làm hết á. Bây giờ anh nằm viện rồi chứ anh kêu cái gì em cũng làm nữa hay sao? Không có. Anh rất là yêu em. Cái gì anh cũng làm cho em rồi đó. Anh hay hát nhạc Doraemon cho anh nghe, anh nhớ không? Giờ em lại nhạc Doraemon cho anh nghe đi. Em là Suga nè. Anh là Deki. Ba, bạn trai của con. À, hèn gì. Tôi nghe con Linh nó khen cậu nhiều lắm. Dạ. Đẹp trai, thông minh. Dạ. Ngoài ra cậu còn biết nhảy hip hop gì đó đúng không? Đúng rồi, khen nhiều lắm. Đúng rồi. Anh phải nhảy. Được. Nhảy đi. Đừng để vô chế độ săn sóc đặc biệt nữa. Rồi nhạc đi nè, biểu diễn đi nè. Có nhạc không? Có nhạc không? Rồi vô. Thôi. Nhảy lên đó. Điểm lắm, ke đầu à. Để cái này lên ke đầu. Ke đi. Xảy luôn nha. Chạy đó. Được. Sao vậy? Mình đang ở trong bệnh viện. Người ta có bệnh thì đưa người ta đi vô khám bệnh, chứ có đâu để cho người ta buồn, người ta đập đầu, người ta tự tử vậy trời. Nè, mới vừa đập đầu tự tử xong. Đúng, chết cha. Dạy dột quá vậy, đập đầu tự tử vậy. Chết rồi, cái mặt đỏ ké hà. Không được rồi, đưa lên giường nhanh lên. Đỏ ké đưa lên giường. Kiểu này chắc sắp đi rồi quá. Giận quá. Không, tránh ra nó xỉu rồi. Thôi chết đi em rồi. Hay là người yêu của con mà. Ê, bậy. Cái gì? Không làm gì được. Cái gì đó? Cái gì hô hát nhân tạo? Không biết đâu. Dạ, để con. Mở mắt ra mà thấy hô hát nhân tạo được. Đi ngồi vậy. Anh hô hát nhân tạo cho nghe. Dạ. Ui. Mày uống vô hết vậy hơi đâu. Để tao. Trời ơi. Đủ hết. Được mà. Tỉnh rồi. Không. Ông hô hát hay là ông khạc nhổ? Tôi bị viêm xoang. phải làm cho không cái cuốn họng tôi mới hô hấp được. À vậy hả? Con đổ ba trời đúng chứ. Để ba đi ra đi ra đi ra đi ra chết nghe rồi kìa. Trời ơi không tới rồi mấy hị không là tới nữa. Các người đang làm gì ở đây? À, phục vụ bệnh nhân. Cứu người. Các người đang phục vụ bệnh nhân. Dạ. Các người ăn bận như vậy có phải là y bác sĩ không? Nói chung là gia đình này thầu cái căng tin ở cái bệnh viện này. Thấy người thầu căng tin chứ không phải là nơi chữa bệnh. Tại sao để cho bệnh nhân ngồi ăn như vậy? Đâu có ăn đâu, đâu có ăn trên đây. Cái cung cách này ở đâu dạy? Trường y học có dạy không? Tại đâu có đi học đâu biết. Đứng qua bên này. Dạ dạ dạ. Yêu cầu anh nằm lại. Ông đó. Yêu cầu anh nằm lại xuống đây. Ông chủ vô đâu rồi? Xuống nhà, xuống nhà. Yêu cầu cậu ngồi lại trên chiếc xe lăn kia. Rồi, chết hồi nãy người ta làm con như thế nào? Dạ. Làm lại cho ba coi. Bác sĩ. Bác sĩ tôi thông báo cho anh biết nó là con ruột của tôi đó. Hả? Tôi đang làm bệnh viện ở bên kia. Nó muốn qua đây để nó thăm bạn gái của nó. Không ngờ y đức các anh tốt thiệt. Hồi nãy người ta cho con ăn gì? Thì hồi nãy con cũng xin giới thiệu luôn. Đây là món bún chay. Người ta cho con ăn như thế nào? Con cho người ta ăn lại để ba coi cung cách. Để ba về ba còn phục vụ được. Phục vụ hồi nãy tôi thấy cậu đút cho con tôi vậy nè. Ăn đây. Hết vô đây. Vô đây. Chưa hết còn bánh ướt nữa mà. Con à, cầm cái này cho bà. Ôi ác lai ác báo đó là chuyện bình thường. Nuốt hết. Hồi nãy con tôi không nhả miếng nào. Hai cái rồi. Nói Thảo dễ sợ luôn. Phiên bản cũ làm bình thường, phiên bản thứ hai có quyền làm lố. Nhai hết nha, nuốt nha. Rồi xong. Tới ông. Leo lên đi, ông không trốn được đâu. À còn cái vụ xịt nước nữa con. Xịt nhiều lắm, xịt mà muốn xịt đi con, xịt đi luôn. Thì cái này bắt kia có trồng, ở này bắt kia có trồng rồi. Vậy mà xịt nghiêng nghiêng. Chết chết chết, không được. Lao liền, lao liền, lao liền. Mời ông anh. Dạ bỏ cái gối lên. Tôi không biết giới tính của ông anh như thế nào. Thế ông anh đè, ông anh hô hấp nhân tạo cho con tôi. Làm lại y chang như hồi nãy. Nghe nó đè con tôi sao y chang vậy tôi coi. Bởi vì học y khoa mỗi người học một trường khác nhau. Mỗi người học một ngành khác nhau. Nên cách chăm sóc bệnh nhân cũng khác nhau. Tôi thấy bệnh viện này lạ lạ cho nên tôi mời cậu làm. Hồi nãy bánh ướt á. Cứu bác sĩ tới, bác sĩ tới. Ủa ai bác sĩ cái gì vậy? Trời ơi các người làm loạn hết rồi. Tại sao dám trốn phòng bệnh hả? Tại sao đến đây? Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Đây, uống thuốc liền cho tôi. Uống thuốc liền cho tôi. Uống rồi. Uống liền cho tôi. Trời ơi. Trời ơi. Ông này tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta. Đây là bác sĩ mà. Có tôi ở chung phòng với thằng này. Không có được quậy phá nữa. Tất cả mọi người uống thuốc và về phao. Hết giờ cũng được. Đi. Đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Gia đình chúng ta đến đây, mời, mời. Mời bác sĩ Dõm, bệnh nhân Dõm đến đây. Như vậy là chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện vui. Thì ra là canh chàng này là bệnh nhân tâm thần đã đến cái quán ăn này. Rồi sau đó ông này cũng giả làm bác sĩ tới đây luôn. Khánh ơi, sau khi mà bạn bước vào cái hội quán Tiếu Lâm, đặc biệt là trong cái quán ăn này, thì bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Dạ. No bụng chưa? Em sẽ không bao giờ ăn bánh nước và hủ tiếu nữa. Nhưng mà sau đó anh Hoài Linh đã đến đây giải cứu với bạn. Anh Linh công nhận nha, anh đưa ra những cái chiêu cũng độc đáo ghê luôn vậy đó. Dạ. Rồi kêu là gì đó, gieo nhân nào gặt quả đó phải không anh? Một tràng pháo tay thật to cho các nghệ sĩ của chúng ta thưa các bạn. Xin cảm ơn vị thực khách đã đến với quán ăn Hội quán Tiếu Lâm vào buổi sáng hôm nay. Mặc dù những cái món ăn mà bạn được phục vụ trong buổi sáng này có thể làm bạn đầy hơi không tiêu suốt cả tuần. Nhưng mà cảm ơn bạn đã đến cũng như là mang đến cho tất cả quý vị khán giả thật nhiều niềm vui. Một lần nữa xin cảm ơn Duy Khánh Châu Châu và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin mời. Đây, còn bây giờ gia đình chúng ta ha. Mình đang ở căng tin của bệnh viện đúng không? Nhưng mà ở trong bệnh viện á, rất nhiều người ngại. Người ta sợ vô bệnh viện, người ta sợ ăn những món ăn của bệnh viện nữa. Thành ra thôi bây giờ mình hãy trang trí lại cái quán của mình để thành một cái quán ăn nào đó nó gần gũi hơn với mọi người. Để chuẩn bị tiếp đón vị thực khách buổi trưa.